19, nhằm ngày 26 tháng 2 năm Kỷ Hợi, giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay ngày cộng tu, có một số quý Phật tử về phát Bồ Đề tâm cúng dường trai tăng. Đáng lẽ hôm nay dân nhàn để cho các vị đại diện lên để đọc tắc bạch cúng dường trai tăng. Tuy nhiên nhiều nhóm quá, nhóm cô Giáng Hương, nhóm cho cô Liên Hoa, rồi cô Diệu Bình, rồi cô Kim Ngọc, và có nhiều Phật tử cũng gửi 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu vào tài khoản để phát tâm cúng dường trai tăng, in kinh, làm mấy niệm Phật, vân vân. Vì vậy cho nên hôm nay số lượng người cúng dường trai tăng đông, cho nên không đủ chỗ để quý vị lên để quỳ tất bạch. Cho nên giấc nhàng tạm phương tiện để cho các vị có thể gác lại cái việc tắc bạch cúng dường trai tăng. Một chút xíu nữa thì sau khi dân nhàn giảng xong, phóng sanh, dùng cúng qua đường trai tăng xong, chúng ta làm lễ phóng sanh. Thưa quý vị, vừa rồi dân nhàn lên thất thì có một cái gia đình Phật tử cũng phát tâm đưa phần bì để cúng dường trai tăng. Thì cô này cả gia đình ở tuốt với Kiên Giang rạch giá, cho nên thành ra không có kịp thời gian ở đến trưa. Cúng dường trai tăng hồi hướng cho người mẹ và cụ này ra đi rất là đặc biệt. Và cả gia đình là đạo hòa hảo. Tuy nhiên khi nghe đĩa giác nhàn thì cả gia đình rất là hoan hỷ, rất là thích. Lên đây mấy lần mà không được gặp, bữa nay được gặp.
được gặp Giác Nhàn thì lại không đủ duyên nghe pháp ra về, trong lòng rất là nuối tiếc. Bây giờ về cũng 11, 12 giờ, 1 giờ khuya, ngày mai phải chuẩn bị để ngày mốt làm lễ 49 ngày cho bà cụ. Nhưng bà cụ ăn chay trường 31 năm. Và bà niệm Phật, khi bà thấy cái đĩa của sư cô Liên Phương ra đi thì bà rất là ngưỡng mộ. Và bà phát nguyện ra đi, bà phải ngồi tỉnh táo ra đi. Do lòng bà phát nguyện cho nên tâm Phật cảm ứng gia trì, cho nên lúc bà ra đi, bà ngồi bà ra đi rất là tự tại. Quý vị thấy quan hệ không ạ? Và ngày mốt là làm 49 ngày theo cái nghi lễ của Đạo Hòa Hảo. Giảng Nhàn mới nói là Quỳnh Giáo Chủ là một vị Bồ Tát đó. Và Thượng Tịnh Không nói Chúa Giê-xu cũng là vị Bồ Tát. Cho nên các vị giáo chủ đó đều mang cái sứ mệnh để mà tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Nghĩa là làm việc của Phật, làm việc của Bồ Tát để đem chúng sanh về cái cảnh giới an lành. Và bên Đạo Hòa Hảo họ cũng chỉ cho mọi người niệm Phật. Giác Nhàn mới nói thêm gia đình phát tâm trì thêm chú Đại Bi. Vì cái thần lực chú Đại Bi mà Ấn Tổ tán thán ở trong văn sao, và ngài thường trì chú Đại Bi vào gạo, vào nước, vào tro để cho người ta uống, người ta dùng hết bệnh, dầu là bệnh tà, bệnh bị người ta trù yếm gì đó nữa cũng tiêu hết. Quý vị có nghe thầy Nhân Minh vừa rồi đọc cái kinh Đà La Ni, đó là do cái hạnh nguyện của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thì gia đình có duyên khi nói đến thì các vị trong gia đình rất là hoan hỷ, không có chống trái, chắc là về thực hành. Ở dưới nhà nghe bà cụ mà ngồi vãng sanh, tự nhiên trong lòng mình cảm phục bà. Cho nên lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không khai thị, quý vị lắng nghe ha, hai vị lão Phật gia mà Giác Nhàn hay nhắc quý vị chúng ta theo sát vâng lời chân thật làm theo hai vị lão Phật gia này. Thứ nhất là lão Phật gia Ấn Công Đại Sư, là Tổ sư Ấn Quang. Thứ hai là lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Hai vị này chúng tôi có một cái phòng riêng, chúng tôi thờ. Thờ đây nghĩa là chúng tôi cung kính, để hai cái hình hai bên. Hình lớn để cái bài kệ tu trì chính giữa, và trang trí rất là cung kính. Để một cái tivi ở dưới là thường xuyên mở pháp văn sao của Ấn Tổ ở trong đó. Vì hai vị lão Phật gia này giúp cho chúng tôi đi trên cái sinh lộ tìm về quê hương Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi tin hai vị này. Lắng nghe lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không khai thị, lắng nghe. Chúng ta được cái thân làm người này nè, và khi thọ mạng hết, mình được lại cái thân làm người lần nữa. Là người này giữ được 10 thiện 5 giới, mà giữ được 7 điểm trở lên, gọi là trung bình khá. Còn nếu mà giữ được 5 điểm trở xuống, gọi là trung bình yếu á, thì người này không được làm người, đời sau chắc chắn không được làm người. Đời trước mình giữ được 5 giới 10 thiện trung bình khá, từ 7 điểm trở lên á, cho nên đời này mình mới được mang cái thân làm người nè. Mà nói về 10 thiện 5 giới mà giữ được trung bình khá là khó, trong cái cõi này tương đối là khó đó quý vị.
Nếu người đó không có học Phật, làm theo lời Phật dạy và được các bậc thiện tri thức thường xuyên nhắc nhở, thì người này rất dễ phạm. Hai cái giới mà Ấn Tổ nói trong văn sao là giới sắc sanh và giới tà dâm thì rất khó giữ. Hôm nay chúng tôi nói đến 10 thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước. Và hôm trước chúng tôi nói đến cái việc thân có 3 nghiệp thiện, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nếu không thì được thân 3 điều thiện, nếu làm thì thân 3 điều ác. Bây giờ chúng tôi bước qua cái lĩnh vực nói đến cái vấn đề trộm cắp. Năm giới 10 thiện, nếu ai mà giữ được trung bình khá từ 7 điểm trở lên, mà thượng khai thị chúng tôi nghe rất kỹ, thì may mắn chúc mừng bạn, đời sau quý vị được lại cái thân làm người. Nhưng các bạn nên nhớ chuyện này, ở trong cái cõi này nó thối chuyển mồm một, có nghĩa là nó thối chuyển liên tục. Cái là hiện tại bây giờ mình giữ được, nhưng mà ngày mai ngày mốt không biết ra sao, không biết mình có giữ được không. Thối chuyển. Cho nên cái người niệm Phật nếu mà không trì giới á, thì người này không thể nào có được cái giới đức, thì khó vãng sanh. Và nếu mà có giới đức rồi đó mà không có tuệ đức thì người này cũng không được vãng sanh. Cho nên giới đức và tuệ đức á, là con người này á, phải trung bình khá từ 7 điểm trở lên. Tuệ đức á, là người này chịu niệm danh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, nó có vô lượng giác trong đó, cho nên gọi là tuệ đức. Giới đức đó là người này tối thiểu phải giữ được 5 giới. Mà trong 5 giới đó nó gói gọn trong 10 thiện, và 10 thiện đó gói gọn trong 5 giới, có sự tương đồng với nhau. Cho nên cái người mà vãng sanh á, người ta bước lên trên cái cấp độ con người á, là giữ 5 giới 10 thiện, mà người ta gọi là thuần thiện, thuần tịnh. Nếu mà họ được làm người, là họ giữ được 5 giới 10 thiện chưa thuần, mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á, là phải thuần. Thuần tức là nó thuần nhất, không có bị những cái sự ác niệm, cái sự vọng tưởng, cái điên đảo á, phân biệt chấp trước á, làm cho họ xáo trộn. Cái người mà muốn thuần tịnh á, thuần thiện á, thì cái người này phải giữ giới, làm sao 5 giới 10 thiện á, nó phải được 10 điểm. Giờ coi lại trong văn sao, Ấn Tổ nói cái người vãng sanh Tây Phương không phải dễ. Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Dùng một chút xíu ít, chút xíu là dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên, người này không được vãng sanh. Mà phải nhiều, nhiều đó là thuần thiện, thuần tịnh. Thuần thiện đó là thiện căn của người ta được sâu dày. Thuần tịnh đó tức là phước đức của người này được sâu dày, gọi là phước đức và thiện căn được thuần tịnh, thuần thiện sâu dày, người này vãng sanh. Còn tích lũy mà ít mà kém á, mà không có được thuần tịnh, thuần thiện á, con người này như người này không được vãng sanh.
Và nếu mà họ không có giữ được năm giới 10 thiện mà trung bình khá từ 7 điểm trở lên á, mà chỉ giữ được là từ 5 điểm trở xuống là trung bình kém á, thì người này ở lại lớp. Biết ở lại lớp không? Ở lại lớp là không được thân làm người nữa, phải mang thân làm loài súc sanh hoặc là ngạ quỷ như bà Thanh Đề, hoặc rớt vào trong địa ngục. Có một vị thầy kể mất cười, hôm bữa đang làm cái bồn hoa mà trước giờ thầy không kể, bữa nay tự nhiên thầy kể. Rồi kêu biết sao lúc trước con chưa xuống khu chiên tu, con ở trên tỉnh thấp, hằng ngày nấu ăn mà sao để ý đến con bé đó hoài. Mới thọ sa di, chắc lúc trước thầy thọ sa di. Sa di là giữ 10 giới rồi đó. Nấu ăn sao tự nhiên không có để tâm vô nấu ăn mà tự nhiên nghĩ đến con bé đó. Mà con bé nó cũng tấn công con ghê gớm thầy. Biết tấn công không? Rồi con lên phòng rồi, và cuối cùng con cũng nhớ, con xuống con nhìn chút rồi con mới lên lại đi ngủ. Con thấy không ổn à? Nếu mà tu cái kiểu này mà về đời cái thôi chứ mặt mũi nào để mà nhìn gia đình dòng họ xóm làng nữa. Thôi con chui xuống vô khu chuyện tu, con trốn đến bữa nay con quên luôn thầy. Cái này là chưa thuần thiện, thuần tịnh. Và trong tâm của mình đó, nó còn khởi lên những cái vọng niệm, tâm ái, tâm dâm đó, thì coi như là mất điểm rồi đó. Bắt đầu nó cấu kết trong tâm từ 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 từ. Cái niệm nó bắt đầu nó nhen nhúm từ 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 từ, bắt đầu nó thành khối. Mà khi nó thành khối rồi, khó giải cái khối đó ra, mà khó đập tan cái khối đó ra. Nếu nó vừa khởi niệm lên cái mình đề khởi câu Phật hiệu thì mặc may. Cái chuyện này chắc ai cũng biết rồi phải không ạ? Trong tâm mình á, mình nghĩ gì ai cũng biết. Bây giờ mình đổi cái vị trí đó, đổi cái vị trí cái cô gái đó, đổi vị trí cái tâm niệm ái đó sang cái vị trí câu Phật hiệu, thì thân của mình an ổn, thân khỏe tâm an ngay tức khắc luôn. Khi mà mình đổi được cái vị trí đó là cả vấn đề ạ. Vì sao cả vấn đề? Bây giờ cái niệm lực câu Phật hiệu của mình nó yếu, nó không đủ sức để nó đổi. Mà cái niệm lực mà nó để vào cái đối tượng cô đó, để vào đối tượng tiền, vào đối tượng danh, hoặc vào đối tượng gì đó, bất cứ mà không phải là đối tượng câu Phật hiệu á, mà để quý vị đổi nó lại đó, cả một kỳ công. Sáng hôm nay đang công phu, bây giờ dời cái giường râu ra phía sau, bắt đầu nó ngồi nó tính nha, nó tính á. Nó tính nó kêu phải đào cái hồ vậy nè, phải mang cái mương vậy nè. Kêu, ổ sao mà tính chi vậy nè, để chút nữa tu xong rồi tính. Vậy mà nó cứ tính á. Có ngộ vậy ta. Bây giờ mình kêu mình đổi cái vị trí mà làm cái vườn rau qua niệm Phật, quyết định là phải đổi nha, chứ không thôi nó thành thói quen, vô công phu nó cứ tính à. Thì quý vị biết một tiếng rưỡi đồng hồ sau rồi cái ý niệm đó bắt đầu nó mới tan. Ghê không? Một tiếng rưỡi đồng hồ sau nó tan biến, tức là cái tâm mình nó thuần với cái câu Phật hiệu, và cái ý niệm nó khởi lên cái là nó tan liền. Ý niệm nó khởi lên cái nó tan liền. Thì cái sức mạnh của niệm Phật á, nó có cái uy lực rồi, bắt đầu nó mới lấn áp được cái ý niệm kia. Cho nên sáng thầy Thượng Nhuận Phiên nói, cái cách mà thầy nói về cái đổi vị trí, cái ý niệm vọng tưởng sang Phật hiệu, nghe thiệt tưởng chừng hay thiệt, nghe cái này thích thú thiệt. Nhưng mà chúng tôi nói làm không phải dễ. Bởi vì mình để ý kỹ coi, cái ý niệm mình mà nó suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, làm vườn rau, làm neo, làm chuyện này chuyện nọ, nó suy nghĩ nó thành một cái sức mạnh khủng khiếp lắm. Để mà đổi vị trí nó, nếu mà mình không có thực sự tha thiết bám câu Phật hiệu kèm theo hơi thở đó, quý vị làm không trôi. Làm chập rồi bắt đầu mình cũng mệt mỏi, mình không có liên tục, cho nên thành ra mình cũng chán. Câu Phật hiệu không đủ sức, đủ uy lực. Đó là những niệm thông thường thôi, chưa nói những cái niệm sanh tử, tức là cận kề gần chết xảy ra đó, thì mình càng thua nó, thua đậm luôn. Cho nên cái người mà người ta có sức khỏe, gọi là thân khỏe thì tâm an, mà tâm an thì lý đắc, mà lý đắc thì tâm an. Chỗ này quan trọng lắng nghe.
Cái thân thể quý vị đang mệt mỏi. Mệt mỏi nghĩa là khi lên niệm Phật nó hôn trầm, nó bắt mình phải ngủ, phải gục lên gục xuống. Cái miệng thì tụng, cái ý quyết định tụng, nhưng mà nó không thể nào tụng được hết, là thiếu không khí lên trên não. Từ khi mà chúng tôi bắt đầu hít thở thì thưa thiệt quý vị, không phải tự khoe khoang, không có buổi nào hôn trầm. Chỉ có tính toán lót gạch làm vườn rau thì có. Không phải tự khoe khoang, mà cái bí quyết mà không hôn trầm đó là hít thở sâu. Cái này quan trọng. Bữa thầy Nhuận Phiên nói, cái hít thở là cái đơn giản nhất, gần gũi nhất, nó ở trong con người mình mà sao mình không có khám phá ra được ta. Nhờ thầy nói cho nên bữa nay hít thở nó khỏe. Hôm qua có cái cô bên Nhật, cô gọi điện về ba Viber, tự nhiên thầy đang duyệt phim, thầy Nhật Đạo cho cái số điện thoại, cô gọi vô cái ổ, cái tên người nào bên Nhật, cô nói nhờ thầy giảng mà nói từ khi cái văn sao Ấn Tổ con hít thở con khỏe quá chừng. Nhất là cái không khí ở trên này, không khí nó trong lành. Trên cái thân mình khỏe là nó có hai thức ăn hôm trước chúng tôi nói. Lắng nghe chỗ này. Thứ nhất là đoàn thực, là mình ăn cái thức ăn ăn chay nó thanh tịnh, cái thân mình nó khỏe. Còn ăn thịt nó chứa cái mầm bệnh, là bởi vì con thú nó bệnh không có ai chữa con thú hết trơn. Nó bệnh nó nằm xuống nó quỵ nó chết người ta giết ra bán cho mình ăn. Hoặc giả cá bữa nay người ta rải thuốc cái rồi nó ăn thuốc vô nó chết nổi lên người ta đi bán cho mình, rồi mình ăn cá ăn chung vô thuốc độc trong nó luôn. Mình đâu có biết đâu. Bởi vì nó bắt mà nó rải thuốc là nhanh hơn làm lưới. Làm đủ kiểu để mà con thú này phải chết. Gà nó cho ăn những cái loại thức ăn thực phẩm mà nó phì cái thân ra cho mau lớn, là những cái chất hóa học trong đó, rồi mình ăn vào thì Ấn Tổ nói trong thịt có độc. Ngoài cái chuyện là thân thể nó có độc rồi, mà khi giết nó chết, cái tâm nó oán hận á, độc ở trong thân nó từ cái tâm oán hận, bỏ trên cái lửa nóng dầu chiên xào bắt đầu thành độc nữa. Rồi cái tâm con người hàng ngày nghĩ tham sân si, độc buồn phiền giận hờn, ăn chất độc vô mà người này không bệnh là lạ. Mà khi bệnh rồi mà lấy thuốc để mà chữa thì không bao giờ, không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Phải ngăn từ cái nhân từ đầu là không ăn thịt chúng sanh nữa mà ăn rau cỏ, thì người này ít bệnh hoạn. Cộng với lại họ hít không khí, hít sâu vào niệm câu Phật hiệu. Thì khi mà mũi mình nó ăn được không khí, mà miệng mình ăn được thức ăn, là thân mình chắc chắn là khỏe. Chúng tôi dám chắc chuyện này vì bản thân chúng tôi chiêm nghiệm, chứ không phải chúng tôi đóng mò. Nếu mà chúng tôi đóng mò mà không có ăn chay, hơn 30 năm này không có ăn chay và không có hít thở, mình không có thấy được cái năng lượng trong con người mình nó khỏe lên á, thì chúng tôi nói gọi là đóng mò. Hoặc giả mình tụ tập cho đông người, cái mình nói chuyện để mà vì danh, vì lợi, vì tài, vì cái gì đó, thì quý vị không tin. Chứ hôm nay thực sự là chúng tôi nói bằng tâm chân thành, không có vì cái gì hết. Không phải hôm nay là vì Phật tử cúng dường trai tăng đông quá mình giảng cho hay, không phải vậy. Buổi giảng nào cũng giống nhau, dùng toàn tâm toàn lực, nói bằng sự thực. Cho nên con người đó muốn thân khỏe thì tâm người ta mới an. Mà cái thân khỏe đó thì cái trí tuệ nó mới ở trong một cái thân khỏe mạnh. Nó đi đôi với nhau. Chỉ trừ trường hợp các vị Bồ Tát ứng thân, thân thì bệnh mà tâm họ vẫn an nhiên bất động, vẫn an vui ở trong định, các vị này, các vị Bồ Tát. Còn hầu như phàm phu chúng ta là thân mà bệnh là tâm bất an, dám chắc. Đúng không quý vị? Cho nên thành ra mới nói là không có thể nào mà có một cái trí tuệ sáng suốt ở trong một cái thân thể bệnh tật đối với phàm phu chúng ta. Nhưng đối với cái hàng Bồ Tát họ hiện thân á, cũng như là Ngài Hoàng Niệm Tổ, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là tuy rằng Ngài bệnh nhưng mà Ngài vẫn giữ một ngày là 15 muôn, là 150.000 câu không bỏ, 150.000 câu Phật hiệu không bỏ. Tuy rằng thân bệnh hoạn nằm trên giường nhưng mà miệng vẫn niệm Phật ra tiếng. Ghê. Các hàng này các hàng Bồ Tát rồi. Mình làm không nổi. Cho mình phải dưỡng cái thân này cho nó khỏe.
Mà cái người mà có trí tuệ học đạo á, thì họ mới dưỡng cái thân này khỏe được. Chứ người mà không có trí tuệ, không học đạo là người ta chỉ lấy loài súc sanh, loài cua ghẹ, những cái loại mà họ kêu là sức khỏe đó, họ hầm với thuốc bắc, họ kêu họ ăn cho nó có thức sức khỏe. Mà thiệt ra bảo đảm có gì không có sức khỏe. Vì sao vậy? Vì thứ nhất là những con thú đó khi mà nó chết á, lắng nghe nè, cái máu của nó cũng độc, thịt nó cũng độc, xương nó cũng độc, là toàn thân độc. Bởi vì khi chết là nó sân hận, nó bực bội, nó sợ hãi, nó tức tối kinh khủng trong đó lắm. Cho nên thân thể nó thành chất độc, mà ăn độc đó vào thì chắc chắn thân thể phải nhiễm độc, không bệnh này thì bệnh khác, chắc chắn là như vậy. Cho nên muốn thân khỏe thì người này phải ăn chay, hít thở. Mà muốn tâm an thì người này phải niệm Phật. Nếu mà tâm họ mà trụ vào trong thể tánh chân như bất động á, thì người này được an ổn. Nhưng mà ở đây được bao nhiêu người trụ vào thể tánh chân như thanh tịnh bất động? Ít lắm, hầu như không thấy. Các vị tổ mà lên núi để sống lại với cái tâm đó, như ngày Đức Sơn nghe Duyên Sạng rớt cái chốc trong bụi tre, ngộ được tánh nghe, phải lên 30 năm trên núi sống với tánh nghe, gọi là ngộ được tánh nghe. Tuy rằng đốn ngộ là bằng Phật rồi, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, bây giờ phải tiệm tu. Tiệm tu tức là trả nghiệp, gặp nghiệp nào trả nghiệp đó. Có vị thầy đó tu ở trong hang động trong núi, sống với cái thể tánh thanh tịnh mình cũng khá lâu. Chúng ta nhớ coi cái câu chuyện này cũng từ lâu. Gặp cô gái cũng xinh, đi ngang qua đống củi. Thì khi đi ngang qua cô gái này mới xin nước ở trong cái động đó, thì thầy lấy nước đưa, xong rồi trong tâm vẫn thanh tịnh, không suy nghĩ một điều gì. Qua bữa thứ hai, cô gái này tiếp tục đi ghé ngang xin nước nữa, nước hoài trời. Rồi bắt đầu ông cũng lấy nước ông đưa, và đợt này là nhìn tới chân thôi, chứ không, đợt trước đầu tiên là không có nhìn, đợt này nhìn cái chân thôi. Bởi vì giới luật của nhà Phật là không cho nhìn mặt nữ với nam đối diện nhau, người tu sĩ là không cho nhìn ngay mặt, nhìn từ cái chân trở xuống, chứ không cho, nhìn từ cái bụng nữa. Lần thứ hai nhìn từ cái chân trở xuống, lần thứ ba xin nước nữa. Lúc này ông quay ra ông nhìn mặt, thì cô này mỉm cười nói: thầy tu ở đây bao lâu rồi, bắt đầu kiếm chuyện ha. Nói tu đây cũng 20 mấy năm rồi. Rồi nói nhiêu đó thôi, xuống núi. Bữa sau bắt đầu lên cúng dường, lân la một thời gian, xong rồi bắt đầu cái ý niệm từ từ nó giảm giảm, cái tâm mà trụ vào trong cái tâm thanh tịnh bắt đầu nó mất. Nó bắt đầu nó thay đổi cho cái vai vị trí, từ cái lúc vị này không có niệm Phật tu thiền á, cái tâm mà thanh tịnh an trụ vào trong kêu là chân tâm thường trụ, thể tánh mình á nó bị thối chuyển, bắt đầu nó đổi vị trí qua trụ nơi cô này. Bắt đầu cô lên cô cúng dường từ 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 từ, cái bắt đầu bữa đó ổng tự nhiên ho cảm đâu đi có đi mua thuốc. Rồi sau cuối cùng hạ sơn luôn. Trời, lúc hạ sơn cộp beo đồ, nó gầm hừ, nó gầm dữ. Bởi vì mất các vị chân tu nó ở bên, nó hưởng cái từ trường đó. Khi mình ở bên đó mà mình niệm Phật, chim rồi tất cả các loài thú nó bao quanh xung quanh mình, nó hưởng cái từ trường đó. Nhất là người niệm Phật. Cái vị trí mà trụ vào trong cái chân tâm, trong cái tánh đức nó bị thối chuyển. Nếu mà người đó họ dụng công, họ niệm Phật, họ tìm cái chỗ khác họ đi, họ lánh đi, họ lánh, họ tìm cái chỗ khác đi, rồi bắt đầu họ cứ giữ cái câu Phật hiệu từ 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 từ, để họ về tới Tây Phương Cực Lạc rồi chắc chắn họ sẽ độ cho người này, thì chắc chắn người này có thể thành tựu. Nhưng mà một mình ở bên ngoài không có chúng thì cũng rất khó bảo bọc. Cho nên ra là cái đức của đại chúng nó quan trọng vô cùng, nó bảo bọc cái tâm của mình sợ sợ đại chúng biết. Cho nên cái vị trí tâm của mình mà không trụ vào trong thể tánh thì nó trụ vào trong pháp trần phiền não. Mà trụ vào trong thể tánh nó khó hơn là trụ vào câu Phật hiệu. Lắng nghe chỗ này nha. Lắng nghe chỗ này ạ. Trụ vào trong cái thể tánh tức là trụ vào cái chân tâm
thường trụ, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp, mà trụ vào trong chân tâm thường trụ. Đó là những người tu thiền, họ đi bằng con đường trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt triền. Họ đi vào bằng con đường chân không. Cái con đường này khó đi vô cùng, mà dẫu cho đi ngộ được cái thể tánh mình rồi, đời sau mà chưa có chứng, tức là chưa có tiêu hết tất cả kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, thì vẫn tiếp tục luân hồi. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn muội rút la thai. Đi con đường này không an toàn, tự lực của mình đi không an toàn. Mà đi vào con đường trụ trên câu Phật hiệu, nương nơi Phật lực để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì con đường này an toàn. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện nào? Cái này không phải tự chúng tôi nói ra đâu, cái này trong văn sao Ấn Tổ nói. Mình đang bị bệnh mà mình không có nương vào thuốc thì lâu hết bệnh lắm. Tự mình để tự hồi phục lại lâu lắm, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn nếu mà mình nương nơi thuốc, là thuốc A Dạ Đà, là câu A Di Đà Phật á, thì nó tiêu và nó chuyển hóa những cái bệnh ở trong thân tâm của mình từ từ từ, để mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chỉ trong một đời này thôi, không cần đời thứ hai, chắc chắn là như vậy. Ấn Tổ không có lừa gạt chúng ta, không có lừa gạt. Giờ lắng nghe cái giới trộm cắp. Vì sao cái người mà họ nghèo, đời này họ nghèo quá, nghèo giống như cái ông thợ vá nồi mà bữa chúng tôi kể, đệ tử Ngài Đế Nhàn đi vá nồi mà không đủ tiền để mua gạo, không có đủ tiền mua quần áo, quá cỡ nghèo rồi. Làm cái gì cũng không có tiền hết trơn, mà có tiền cái là nó hết liền, không giữ được tiền. Thì cái nguyên do này á, là do đời trước họ trộm cắp, không biết bố thí. Mà không có bố thí và trộm cắp từ cái tâm nào? Từ cái tâm tham mà xuất hiện. Mà khi có tâm tham xuất hiện rồi, cái gì mình cũng muốn vơ vét vô trong người mình hết. Có cái cô Phật tử, cô kẻ cũng nói, sao em con, rồi anh con, cả gia đình con á, tham bà cố luôn. Cho tiền rồi bao nhiêu cũng đủ, mà cho con cho rồi đi nói xấu con nữa nhé, cứ nhìn vào túi tiền con. Cho nên bạn con nói bà có cái tội lớn lắm. Hỏi tội gì? Cái tội tiền nhiều. Bà cái tội tiền nhiều, cho nên em bà, anh bà cái chú tâm vô trong cái túi tiền của bà. Nên là lòng tham nó không có đấy. Giờ lắng nghe câu chuyện này nha. Câu chuyện này thâm thí dữ lắm ạ. Lắng nghe ha. Có thằng nhỏ đó, nó đi chăn bò. Gia đình nghèo á, đi chăn bò mướn chứ không phải nhà mình có bò đấy kìa. Đi chăn bò mướn. Thì bữa đó nó gặp cái ông chăn bò gần cái nhà của cái ông đó, ông biết coi tướng số. Cái vô xin nước uống ngồi chơi, cái là cái ông đó ông thường mấy cái người mà coi tướng số rồi coi phong thủy hay ngứa nghề lắm, gặp người ta hay nhìn chân, nhìn cẳng, nhìn mặt rồi coi vậy đó mà. Nên cái bắt đầu ông nhìn cái ông kêu, mày có cái tướng chết đói, trước sau mày cũng chết đói à, chết mà bị đói mà chết á. Cái nó nghe cái nó cũng hoảng hốt, nó ông nói giỡn, nó nói thiệt vậy ông? Cái tao nói thiệt, sách tướng tao coi bao nhiêu năm nay là ít có chọc ai hết trơn á, coi là trúng à. Bây giờ nhìn cái mặt của mày là nó hiện tướng lên là cái tướng nghèo cùng mà chết đói. Hỏi là cái nguyên do nào mà nó bị cái tướng này, với lại là gia đình con mà đúng ông nói cũng đúng, nghèo quá, về ăn cơm toàn cơm độn không à, củ mì bo bo không à, nghèo quá. Gia đình con nghèo như vậy là chắc là chết đói là đúng rồi, chạy gì nữa. Mà lý do gì vậy ông? Kêu là đời trước mày ăn cắp của người ta nhiều quá, mày không có biết làm phước uống giường, cho nên là mày trong ngàn mày không có, cho nên bây giờ mày phải lãnh cái quả báo đó. Hỏi bây giờ phải làm sao không? Kêu bây giờ thứ nhất á, mày làm lành làm phước giúp cho người ta được cái gì giúp. Quan trọng nữa là lượm được cái gì của ai á, bằng mọi cách trả lại để mà tích phước. Ông chỉ nói vậy thôi.
Sau cái bữa đó có một cái đoàn đám cưới cô dâu chú rể đi đi bộ. Thời xưa thì không có xe Mercedes rồi đi đâu, toàn là kiệu rồi đi bộ rồi vậy đó. Cái đây hai chú rể cô dâu cái rớt cái bông tai dọc đường đó mà, rớt bông tai cái lại lấy nhìn, trời của này quý quá ta, mình không có tiền mình nhìn cái này chắc bán nhiều tiền lắm. Mà nó sực nhớ đến ông thầy tướng số nói là lượm phải trả lại chứ không là chết đói nữa. Cái nó nghe cái nó sợ quá, nó cầm nó giữ đó. Cái qua ngày mai hôm sau cái cô dâu chú rể đi tìm, bây giờ đi con đường đó rớt thì nhẫn cưới thì quý dữ lắm, quý không? Quý dữ. Nhưng mà không biết sao bữa có hai vợ chồng đi lên trên này á, ngồi nghe giảng mới đám cưới xong đi lên Đà Lạt cái gì hướng chừng tầng chân mặt gì đó ai biết. Rồi cái đi lên trên này vô nghe thời pháp. Bây giờ mới kêu trời ơi, mình đám cưới mặn người ta cho tiền mình rồi cha mẹ rồi tạo nghiệp sát sanh thôi, nghe thầy giảng sợ quá, bà lột cái bông tai, cái bà lột nhẫn, lột đồ này nọ cái bà để vô cái hộp á cúng dường đưa để mãi mấy tháng trời luôn. Cuối cùng cái có cô Phật tử á, cậu qua làm cái đài tâm thánh á, hai vợ chồng cổ quan cái thầy đưa cho cổ bán, chứ sợ mình đã bán tưởng người ta cô dâu nào cho mình cái chết. Đưa cho cỏ ra bán được mười mấy triệu á. Tôi nghe xong cái lột nhẫn cưới nhẫn đồ gì cúng hết trơn, kêu nghe thầy nói thôi cúng dường nhận, mà hai vợ chồng đồng lòng chứ không phải vợ mà lột cúng. Cuối cùng về ông chồng hỏi đâu không có, cái ông tưởng cho trai cái chết nữa. Cuối cùng hai vợ chồng đồng lòng cúng. Riêng thằng nhỏ này nó cầm nó ngồi đó, cái chân bò mà nó ngồi đó, nó không có đi chỗ khác mà nó ngồi cái con đường đó. Thì cuối cùng cái lời hai vợ chồng đi ngang nó chạy lại nó nói: anh chị ơi, phải hôm qua anh chị cô dâu chú rể đi ngang qua đây không? Phải mất đồ kỷ niệm nhà bông tai không? Thì phải, đúng rồi. Làm sao cháu biết? Kêu đây nè, cháu mới lượm được cái hai đôi bông tai của cô dâu nè. Thôi giờ cháu sợ chết đói quá cho nên thôi cháu trả lại. Nghe cái ông đó nó nói mà tự nhiên nó ấn tượng nha. Không biết quý vị hôm nay ngồi hôm nay nghe giảng có ấn tượng gì không nha? À, cái rồi ông kêu: trời ơi, cái nhẫn cưới này quý lắm, một đời đám cưới chỉ có một lần à. Thôi giờ chú cho cháu tiền nha. Kêu không không, cái này của chú, con lượm con chú trả lại thôi, chứ thôi chú đâu nhận tiền chi đâu. Thôi không nhận tiền đâu, nhận chết đói nữa. Nó cứ sợ chết đói. Nghe câu đó ấn tượng rồi. Rồi nó cho xong nó cũng quên, nó không có chạy tới nó con thầy tướng liền tôi hết chết đói ra ngang. Nó cũng quên, nó để ở đó. Thời gian mấy tháng sau, cái ông nó quay lại nhà nó xin nước uống nữa. Kêu, ủa sao bên đây cái tướng chết đói mày đâu mất rồi? Kêu làm gì chú? Làm gì ngồi vậy? Kêu đúng rồi, mày có làm cái điều thiện gì phải không? Kêu làm gì có tiền mà làm điều thiện? Kêu mày nhớ lại đi, chắc mày làm cái điều thiện gì đó. Hôm trước cái tướng của mày là tướng chết đói, mà bây giờ là nó hiện ra cái tướng trượng phu mà phú trưởng giả luôn rồi. Nó kêu chú làm gì? Chú nói chơi với con không ạ? Kêu không, tao nói thiệt. Tao lọ dở sách ra là tao thấy hôm mày hôm bữa nay là không phải là cái mặt của mày là nó hiện tướng chết đói nữa rồi. Cái cuối cùng nó kêu: à, con lượm được cái đôi bông tai của hai cô dâu chú rể, con nghe chú á, là trả lại cho hết chết đói, chứ con đâu có nghĩ trả lại là được cái phú trưởng giả đâu. Cái cuối cùng cái gì, cái tâm của cái đứa này nó quá tốt và luôn luôn nó nghĩ tốt luôn, nó không dám nghĩ xấu, nó không dám trộm cắp nữa. Nó nghe ông nói nó sợ quá rồi, thì cái tâm nghĩ thiện đó từ từ nó kết cấu trong cái tâm thiện đó, mà nó biến đổi cái tâm chết đói, biến đổi cái nghiệp ác. Hằng ngày nó suy nghĩ cái chuyện cái ông đó nói đó. Vậy mà cuối cùng gì, ông kêu chúc mừng cho cháu về sau á, là cháu là người coi như là trưởng giả giàu có mà không có chết đói nữa. Ô, ngộ vậy ta, vì sao mà lượm được cái đôi bông tai trả mà lại chuyển cái tướng chết đói? Bởi vì nghe cái ông này nói là phải nghĩ thiện làm thiện, lượm được cổ ai đồ của ai rớt phải đem đi trả lại, cho nên thành ra cái tâm đó nó cấu kết, cái tâm thiện đó nó cấu kết trong tâm thức của mình á. Nhờ cái tâm thiện đó mà nó trở thành phú trưởng giả, người giàu có. Quý vị hiểu chữ nào không? Quan trọng là cái người để mà nói ra được điều này cho con đứa nhỏ đó hiểu. Cho đứa nhỏ đó nó không được cái ông thầy tướng số nói thì muôn đời nó là người chết đói, và càng ngày nó tạo càng nghiệp ác. Quan trọng là ông khai thị cho nó hiểu được. Cũng giống như vậy, hôm nay Phật tử nghe nói rằng là nếu mà thuần tịnh là người đó phải niệm Phật, và khi mà niệm Phật rồi nó thoát ly khỏi sanh tử, không phải chui vô trong cái bụng địa ngục máu
của cha mẹ nữa, mà cũng không có đọa lạc nữa, được về Tây Phương Cực Lạc. Cái ý niệm này nó kết cấu trong tâm. Cái này có kết cấu không? Cái này nó thù thắng hơn là cái đứa nhỏ nó làm thiện. Bởi vì đứa nhỏ nó làm thiện, nó chỉ được phú trưởng giả, nhưng mà nó vẫn sanh tử luân hồi. Còn hôm nay chúng ta là người mà tu xuất ly sanh tử á, nhờ vào pháp môn niệm Phật mà mình phải nghe người đó khai thị. Mà mình nghe một lần nó chưa áp phê. Biết áp phê không? Cho nên nó chưa đi vào trong tâm thức của mình. Như đứa nhỏ đó sợ cái tượng chết đói, còn mình là sợ đọa lạc vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sợ đọa xuống tam ác đạo, vô làm người nữa, sợ quá rồi, quá sợ rồi. Phải giữ câu Phật hiệu giống như đứa nhỏ đó giữ ý niệm thiện. Hiểu không? Thì người này sẽ được thuần tịnh. Khi mà đã thuần tịnh rồi, cái niệm ác, niệm sân, niệm dâm, niệm phiền não muốn khởi lên nó cũng không có để cho mình khởi. Lâu lâu nó xẹt cái mắt. Nó không có thể là vai chủ động được nữa. Cũng như đứa nhỏ bây giờ nó không phải là vai chủ động nghiệp ác là chết đói nữa, mà vai chủ động của nó là nghiệp thiện, làm thiện, lụm được cái gì của ai phải trả lại. Thì cái vai đó chủ động cho trong tâm nó rồi. Mà những đứa nhỏ khi nói như vậy nó giữ chặt khừ trong nó được. Còn mình bị nhiều công việc nó suy nghĩ lo toan phân tán, cho nên thành ra mình không giữ được cái câu Phật hiệu được thuần tịnh. Mà khi con người này không có thuần tịnh thì người này không có thuần thiện được. Dẫu cho họ đi cúng dường làm phước một ngày nó nhiều bảy báu, mà ngày nào họ cũng đi làm, họ làm 100 năm cũng không bằng cái người niệm Phật. Bởi vì họ chỉ đi được thuần thiện mà họ chưa được thuần tịnh. Mà cái người mà thuần tịnh được rồi, họ hằng ngày họ chỉ làm việc rất ít ỏi, đó là thấy con kiến nó đang ở dưới nước, người ta vớt con kiến lên. Rồi họ thấy cái gì? Họ thấy bà già đang may đồ mà không thấy đường xỏ chỉ, họ chỉ xỏ chỉ giùm bà già. Cái hành động này của Phật làm. Nhưng mà họ làm trong ba la mật, họ làm trong thuần tịnh, thì cũng hơn người mà tâm không thuần tịnh. Họ đi làm thiện một ngày, đi làm bảy báu mà cúng dường ngày nào cũng đi làm, mà làm 100 năm. Ấn Tổ nói không bằng người niệm Phật cầu vãng sanh, chỉ cho người đó niệm Phật cầu vãng sanh. Bởi vì đây là công đức à. Mà công đức này đó, nó vô lậu à. Nói như vậy không phải là chúng ta không đi làm thiện, mà nếu người đó đi làm thiện mà tâm chưa thuần tịnh thì, hoặc tâm chưa thiện thì ngã mạn danh lợi, lừa gạt đủ kiểu. Không phải dễ làm thiện đâu. Bước đầu làm thì thấy được ổn, mà càng làm lún về sau bắt đầu tâm tham nó khởi lên, không có cái pháp để đối trị. Quyên mộ được bao nhiêu? 50 triệu làm cả 25 triệu kia tiền này đi cúng dường xây tượng không đúng mục đích cũng ban tội. Bước đầu nó còn cái thiện mà nó phân biệt như vậy, về sau bắt đầu cái gì? Nó lấy nó xài cho cá nhân luôn, bắt đầu tâm ác khởi lên, tâm tham khởi lên luôn. Do cái tâm không thuần tịnh. Có người hỏi Ấn Tổ, lắng nghe nè, con đi làm phước với lại con tu tập, vậy bây giờ con làm chuyện gì trước? Ngài nói con tu tập cho tâm thuần tịnh trước. Nếu con không tu tập cho tâm thuần tịnh thì cái tâm này nó còn nhơ nhiễm danh lợi đủ cái thứ trong này, mà con đi làm thiện là coi chừng cái chuyện thiện này nó không thành thiện mà nó trở thành ác. Vì lấy cái tâm vọng tưởng điên đảo, phân biệt chấp trước, đây là vọng tâm chứ không phải là chân tâm, không phải là bồ đề tâm, thì là nghiệp ma. Phát bồ đề tâm, phát bồ đề thanh văn nói rằng nếu mà làm không từ cái tâm thuần tịnh, thuần phát từ cái bồ đề tâm, mà làm để cho nó mục đích để mà ngộ tâm ngộ tánh, mà làm vì danh lợi mà không có thuần tịnh thì thế nào cũng dính vô danh lợi, thì đây là gọi là nghiệp ma. Cho nên làm thiện không phải dễ đâu. Người này là tùy duyên làm, không phan duyên, không xin xỏ, không viên góp, không quyên mộ, không tham lam, mà tùy duyên họ làm, có nhiêu họ làm nhiêu, thì người này gọi là làm mà không bị phan duyên, gọi là thuần thiện. Mà muốn cho thuần thiện thì người này phải thuần tịnh. Cái người mà phạm đến giới ăn cắp,
bắt đầu ngũ tướng người ta si hao rồi. Làm sao? Trong mạng họ bắt đầu gì? Không có tài nữa. Làm ăn gì cũng không có tiền. Mà khi không có tiền rồi, quý vị biết nó kéo cái gì theo không? Bần cùng sanh đạo tặc, bắt đầu sanh ra ăn cắp. Bữa có một cái chú xuất gia rồi mà chúng tôi cũng không nói tên. Xuất gia rồi, sau phiền não buồn phiền quá tu không được, cuối cùng về đời. Về đời xuống Sài Gòn cái là chung với bọn ăn cắp xì ke sao, bị bắt nhốt vô 8 năm. Vô tù 8 năm xong mới thả ra, xong rồi cái chạy lên khu chân tu cũng đang làm, chạy vô xin gặp chúng tôi ngồi nói chuyện. Kêu thưa thầy, cái duyên của con xuất gia nó không được thù thắng, mà cuối cùng con xuống Sài Gòn con nhiễm đời, con bị ở tù phạm vô với bọn ăn cắp. Bây giờ con chỉ có chuyện duy nhất đó là khi con mất thầy giúp giùm con đem về phòng hộ niệm với lại đi thiêu giùm con. Cái bây giờ chú không có ở đây, chú đi đâu rồi, chừng mất thầy biết tìm cái xác chú ở đâu. Ông kêu bây giờ con bị nhiễm sida nặng quá rồi, giai đoạn cuối rồi. Con nhận ghê thiệt, cái tâm phàm mà nó xuống cái cõi phàm này nó nhiễm nhanh ghê. Đi tu rồi, biết nhân quả rồi, mà khi nghiệp chướng nó bao vây cái là không sợ nhân quả luôn. Nên là chúng tôi đang nói đến cái chuyện của trộm cắp. Và cuối cùng chúng tôi nói thôi bây giờ thầy lập cho chú một cái ké này. Chú nghe lời thầy đi. Bây giờ sida giai đoạn cuối rồi. Bây giờ chú xuống đó là chắc chắn chú nhiễm như lúc trước, chứ không tài nào chú giữ được đâu. Thôi giờ đi về trên này đi, thầy cho chú một cái chỗ cách biệt với mọi người, cạo đầu đồ cũng đừng có cạo chung, lỡ lưu lam mà nó đứt máu, nó đứt da đầu cái nó dính máu mà cạo đứt là sida nhiễm nhanh lắm, nhiễm qua đường máu nhanh lắm. Bây giờ có mấy ông già ông bị bệnh tội nghiệp lắm, mình rửa chân rồi tắm rửa đút cơm cho ông ăn. Thôi giờ cuộc đời mình coi như là bây giờ gửi gắm cho Tam Bảo đi, cuộc đời của mình thôi phụng sự cho người khác, đừng nghĩ đến cái thân mình nữa. Bây giờ thầy chỉ chú cái cách đó là chỉ con đường mà gọi là cứu vãn chú, để cho chú có thể sống lại trong cái cõi đời thời gian còn lại vì người đi. Hồi trước giờ đến hôm nay 20 mấy tuổi, gần 30 tuổi là vì mình không, rồi khởi lòng tham lên ăn cắp ăn trộm cho nên bị vô tù ngồi. Bây giờ mới ra rồi, nếu mà không có cái đạo tràng đại chúng bảo bọc mình rồi, xuống cái đó cũng sẽ bị nữa. Ông kêu sao bây giờ tự nhiên con nghĩ đến chùa sao con ngán quá. Bồ đề tâm nó thối chuyển gượng không lại nói. Kêu cái này là cái điều mà chân thật thầy giúp chú, thầy không lừa gạt chú chút nào. Chú không có lên lo mấy ông già đó, cũng có người lo. Sự thật là như vậy. Nhưng mà thấy cuộc đời chú quá tội. Ngồi như là mình gần như là mình năn nỉ luôn á. Mình còn như là mình thấy thực sự mình đem cái tâm lòng chân thật giống như em ruột mình đó, nói để làm sao để thay đổi cảnh giới trong đầu nó. Mà cuối cùng chú này ông nói chắc con làm chuyện đó không được, thôi thầy cho tiền con xuống Sài Gòn con ở nhà trọ đi. Không được, không thể nào mà lấy tiền Tâm Bảo cho chú xuống dưới đó. Sao mà lúc nào chú cũng suy nghĩ đầu tiên gặp thầy là kêu chết, là phải kêu thầy lo, thầy đi thiêu. Trong khi đó chú không có giúp được một cái việc gì cho Tâm Bảo hết trơn. Không khởi lên một niệm thiện để vì người khác, mới cái vì mình không. Là cái tâm quá ích kỷ, cho nên lòng đó là lòng tham, thì chắc chắn nó sẽ là trộm cướp nữa thôi. Sao mình không luôn luôn nghĩ cho người khác đi? Nó kêu nghĩ không được, nghĩ không được. Đó, hồi nãy giờ chú tính thấy không? Thầy chết, chú chết đi rồi thầy mang chú về thiêu, rồi lo cho chú mang vô phòng hộ niệm, rồi giờ cho tiền chú xuống nhà trọ chú ở, chú làm gì với đó làm sao thầy làm coi như có thể là quản lý chú được. Toàn là tính cho mình không. Niệm này là niệm ác, niệm này là niệm tham, niệm này là niệm trộm, thì chú cứ khổ hoài. Bây giờ ở trong tù nó bắt nó nhốt chú 8 năm, cái đó là cái luật ở thế gian, nhưng nhân quả nó còn ở trong tâm. Khi mất nó phải đọa lạc xuống nữa, chứ không phải nhiêu đó xong đâu. Nói kiểu gì cũng không thể nào thay đổi được hết. Kêu thôi chú quan tịnh chở ông đi, ông tự kêu thôi con đi xuống Sài Gòn, cái chết đâu chết. Dễ sợ thì thay đổi cái cảnh giới, cái vị trí trong tâm của người đó không phải dễ. Cái này là từ đâu quý vị? Từ nơi cha mẹ không dạy con cái, giáo dục gia đình không dạy kỹ càng,
dầu cho vô tu rồi bắt đầu thối chuyển về nó còn dữ dằn hơn người đời nữa. Bây giờ sợ luôn, không dám vô chùa nữa. Dễ sợ. Cho nên có một vị đó đến xin Ấn Tổ xuất gia tu. Ấn Tổ nói làm sao biết không? Ông có vợ chưa? Kêu dạ chưa. Còn cha mẹ không? Còn. Ở đó phụng dưỡng cha mẹ chết rồi đi tu. Mà chưa chắc gì chết rồi ngài cho đi tu nữa. Bởi vì chưa chết, cha mẹ chưa chết để có vợ, phải lo cho vợ con nữa chứ. Mà khi cha mẹ chết rồi không có vợ, đến chùa là ngài phải cho 20 năm 30 năm. Mục đích là giảng sanh. Còn cái chuyện xuống tóc xuống da đắp y là phụ. Và ngài nói một câu nữa: linh nhàm đúng 20 người, ông tới đây tôi không có thời gian tôi chăn ông, tôi lo cho ông đâu. Tôi nói cho ông để mà ông theo ý niệm của tôi, không phải dễ thay đổi cái tư tưởng của ông đâu. Thôi ông ở nhà ông lo, ông tu, ông báo hiếu đi. Mà Ấn Tổ nói là sự thật. Bởi vì ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài có thần thông, ngài thì nhìn thẳng vào trong tâm người đó. Ngài biết rằng là người này không phải là bậc pháp khí để có thể xuất gia đi hoằng dương cái Phật Pháp được. Làm không nổi. Họ chỉ giữ được năm giới với lại cái khả năng họ, thí dụ khiêng 10 kg thôi. Mình tống vô cho họ 10 giới sở di, 200 năm cho giới tỳ kheo, quất cho họ ôm 40 kg là họ sụm liền. Đưa họ vô con đường chết ngay. Đúng không? Đưa họ vô con đường chết. Cho nên cái người vãng sanh lắng nghe nè. Cái người vãng sanh này, người này phải làm cho tâm tham được nhẹ đến tối thiểu. Nhẹ đến tối thiểu. Mà muốn tâm tham nhẹ đến tối thiểu thì người này luôn luôn làm sao phải có ý niệm để mà đi cúng dường bố thí. Và đổi cái ý niệm mà luôn luôn của cải vật chất về với mình, mình mong muốn những cái gì nó về với mình tốt đẹp nhất á, ý niệm đó bị thay đổi. Là luôn luôn muốn cho người khác tốt đẹp nhất. Và luôn luôn mình có những cái gì, nội tài là khả năng thiết pháp, hoặc giả là mình giúp bằng cách nào đó, làm lương y vân vân, mọi cách mình, bằng cách nào đó mình phải giúp cho người khác, không còn ý niệm mà đem về cho mình nữa đó. Thì người này lòng tham được nhẹ xuống và cái tâm trộm cắp sẽ được chuyển hóa. Nhưng mà đừng có nói rằng cứ đem đi cho người khác không nghĩ về mình là mình không có gì, mình đói ngang. Không phải vậy. Mà lại có tất cả, lo cho người khác còn hơn là tự mình lo cho mình luôn. Quý vị biết cái niềm vui mà đem đi cho người khác. Giống như hồi nãy cái mấy cái cô mà đạo hòa hảo mà nghe pháp không được, đi về để chuẩn bị cúng 49 ngày cho mẹ đó. Con có cái máy con mở suốt ngày, cái máy của thầy mở trên bàn thờ suốt ngày, con hoan hỷ vô cùng. Mình đem máy, mình đem pháp, mình đem kinh, mình đem cái gì đó, mình suy nghĩ khi gặp người đó là mình phải nghĩ làm sao để đem cái lợi cho họ. Thì cái phước của quý vị nó sẽ tràn ngập. Cũng như đứa nhỏ lúc trước là nó nghĩ cái gì cũng lợi về cho nó, cho nên nó bị tổn phước trong mạng, không có tài, nó là hiện tướng chết đói. Trong tâm của mình nó không có phước báu, nó không có tài trong này rồi, nó hiện ra tướng chết đói. Mà khi mà chuyển được cái tâm này, dưới tướng này do cái tâm nó sanh ra, mà chuyển được cái tâm này thì cái tướng nó đã thay đổi. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cho cái người mà muốn vãng sanh, người ta xem nhẹ cái cõi thế gian này. Phải thực sự là xem nhẹ. Tiền bạc của cải, vật chất, nhà cửa, tiền bạc, tất cả mọi thứ, cái sắc thân này họ cũng xem nhẹ luôn. Ăn uống để mà có sống thôi, chứ họ không có thể nào mà gọi rằng là ăn để mà nó hưởng thụ sung sướng cái miệng. Thì họ xem nhẹ như vậy đó, là cái tâm trộm cắp họ không còn. Và người này rất dễ giảng sanh. Và Lưu Tổ Văn mà nói một câu lắng nghe nè: mẹ không có tài sản nào để dành cho con hết trơn á, mẹ chỉ có cái câu A Di Đà Phật á, là A Di Đà Phật á, mẹ để dành cho các con nếu các con biết dùng. Bà này bà hay. Nếu mà để dành của cải lại cho con cái, thế nào nó cũng lộn đổ máu à. Mình chưa kịp chết nó bắt mình viết di chúc chia của à. Không phải đơn giản đâu. Lòng tham con người mà kêu mà để mà gặp được ngũ dục tài sắc danh thực thì mà nó không dính thì cái chuyện này khó. Chỉ có rớt vào dòng thánh tư đà hoàng thì mặc may. Giờ vì sao mình niệm Phật mà mình chưa được vãng sanh? Lắng nghe chỗ này quan trọng. Người này do còn tham, dầu là tham Phật Pháp. Nếu mình ở cái nhà của mình nó nhỏ phải không ạ?
rồi mình bỏ cái nhà nhỏ mình vô mình có cái chùa thiệt to. Mà nếu mình không dính mắc trong cái chùa, không dính mắc trong bổn đạo đó đó, thì người này gọi là rời được tâm tham. Còn nếu người này dính mắc, dầu đó là cái chùa, dầu đó là Phật pháp, chỉ đổi vị trí tham từ cái nhỏ qua cái lớn thôi, không có gì. Nếu dính mắc trong cái chùa, dính mắc trong bổn đạo, mà dính mắc cái chùa, dính mắc bổn đạo, đó là đổi vị trí cái tham nhỏ ngoài đời qua cái tham lớn trong đạo, thì cái lòng tham của bạn càng ngày càng lớn, chứ không phải là hết đâu. Tham Phật pháp cũng là tham mà, cũng đọa ngạ quỷ như bình thường à. Nhưng mà tham niệm câu A Di Đà Phật được không? Được, tham này được. Bởi vì Đức Phật A Di Đà có nói mà, ngã chấp cũng buông, là thân mạng này, pháp chấp là nhà cửa, cuộc sống chùa chiền bên ngoài cũng buông, nhưng mà chỉ chấp chi danh hiệu. Một ngày đến bảy ngày. Mà cái người mà một ngày đến bảy ngày mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện, cái này là thượng căn thượng trí. Mà thượng căn thượng trí như các hàng Bồ Tát Mã Minh Long Thọ đó, chỉ không cần bảy ngày, chỉ cần một ngày à. Mà không cần một ngày, chỉ một niệm là tương ưng rồi. Thì mình không thể làm vậy được đâu. Mình phải gì? Từ một năm đến bảy năm, từ bảy năm đến mười năm. Mình phải tính năm chứ không có tính ngày được đâu. Chứ láng sáng ở trong đó nói một ngày đến bảy ngày, kinh A Di Đà nói như vậy, có bà cụ ở dưới khu chân tu không ăn không ngủ gì hết, bảy ngày ngồi chầm hâm sao Phật chưa tới ta. Coi chừng ma tới, ma tới chắc luôn. Vọng tưởng điên đảo. Cho nên coi vào văn sao, đúng là không có cái bộ văn sao là sa hầm sập hố, là cái bẫy liền không chạy đâu. Tin Phật mà không hiểu Phật, mình là hàng căn cơ thấp kém mà dám đòi bảy ngày sao làm nổi. Mà không có văn sao nói là coi chừng mình dính vô đó là chết ngắt. Kiểu trong kinh Phật nói một ngày đến bảy ngày, mình niệm không ăn không uống không ngủ luôn bảy ngày, tinh thần không đủ, thân thể thì ẻ ỏi, cuối cùng tinh thần quá là gì, mệt mỏi, vọng tưởng điên đảo, ma dựa mắt, nguy hiểm. Không có bộ văn sao là chết ngắt, chết tươi nồng nọc đó, biết không, chịu không nổi. Phải có bộ văn sao gối đầu giường. Cái người mà họ buông pháp chấp, tiền bạc của cải vật chấp, dễ hơn là ngã chấp. Khi gần chết rồi đó, họ muốn giữ cái thân mạng này, chứ còn của cải họ không nghĩ đến đâu. Họ muốn giữ cái thân mạng này, là quý vị lý do gì giữ không được không? Bởi vì hết thở, cho nên thành ra là biết thân mạng gần gần tiêu rồi đó. Gần ra đi thì hơi thở đằng sau quý vị. Coi như thở hết nổi rồi đó. Thở hết nổi rồi. Mà nếu lúc đó họ làm sao, hàng ngày họ làm sao, hít thở sâu. Cái này quan trọng lắm nha. Hôm nay quý vị vô đây ăn, ăn được mấy món ăn chỉ cho nghe nè. Thứ nhất là ăn được cái món ăn của lỗ tai, là hồi nãy giờ đang nghe pháp là ăn lỗ tai phải không? Thấy thích thú vui vẻ không? À. Rồi ăn con mắt nữa. Ăn con mắt là nhìn cái đạo tràng trang nghiêm, nhìn Phật đồ màn hình đồ đẹp không? Ăn con mắt. Đúng không? Chút nữa ăn cái miệng là cho ăn cơm chay á, ăn cái miệng. Được ăn ba chỗ rồi kìa. Ăn thêm cái ý nữa chứ. Cái ý của mình là nãy giờ là hoàn toàn là suy nghĩ cái chuyện tốt không à, nghe pháp thôi à. Chứ không có nghĩ là mình nghi ngờ vô chùa, không biết thầy nhà không có lừa gạt mình gì không đó. Không có suy nghĩ vậy nữa đâu phải không ạ? À? Mình đi làm là coi chừng không biết, mình đi làm không biết là chừng cái ông đối tác này không biết ông có lừa gạt mình đưa đồ giả không, chứ vô đây là khỏi phải lo rồi đó. Là ý mình nó không có mông lung vọng tưởng điên đảo gì nữa hết. Thì trong này gọi là mình đang tịnh hóa các căn. Lắng nghe chỗ tịnh hóa các căn nè. Nhưng mà ở cõi này nó không có được lâu như vậy. Ở cõi cực lạc Đức Phật vô định nói pháp ngày đêm nói suốt. Mình ngồi trong đó mình cũng vô định, mình hưởng pháp hỷ thực ngồi hoài. Nhưng mà cái này mà coi bây giờ hồi nãy 8 rưỡi mà bây giờ 1 tiếng rưỡi, 9 rưỡi rồi, chút nữa mà khoảng 1 giờ cái là thôi đói ngủ gục hết rồi, bỏ chạy hết rồi. Đúng không? Bởi vì cái thân này nó không chịu nổi. Cái nghiệp báo là nó phải đoàn thực thôi à. Chút nữa là phải chấp 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 thôi, chứ không có thể nào mà không thể nào mà bỏ được rồi đó. Đúng không? Nhưng mà ở trên Tây Phương Cực Lạc họ ăn bằng pháp hỷ thực, thiền diệt thực, và nghe pháp một ngày đến bảy ngày, một tháng đến bảy tháng, một năm đến bảy năm, nghe hoài người ta không chán. Bây giờ đó là thức ăn của họ.
Còn mình ở dưới này là thức ăn là gì? Bia, rượu, thịt, đồ ăn. Người ăn chay thì họ cũng có nhiều người, họ cũng phải có, đến giờ họ phải ăn thôi. Nghỉ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bảy ngày, không thể nào nghỉ nổi. Vậy mà có Hòa Thượng Diệu Liên ở bên Linh Nham, ở bên Đài Loan á. Chúng tôi qua tới chùa đó luôn. Mà cái chùa này ngộ nha, nó rạn nứt ở trên hết mà không ai biết hết trơn, có là phong che rồi. Cả một cái pháp hội người ta tu xong, người ta ra ngoài người ta ăn cơm cái nó sụp xuống. Ngộ, đúng thiệt, hay thiệt. Nó canh đúng cái giờ người ta đi ăn cơm rồi mà nó mới sụp xuống. Nó sụp nát hết luôn. Cuối cùng có cái ông đó phát Bồ Đề Tâm, ông say mà ông mới bán đất, ông vay ngân hàng. Ba chồng của cái cô Định, mà cô Định giờ đang làm trạo lông rồi trồng hoa đối với cầu đất. Ông bán, ông cúng dường, ông làm cái chùa đó cho Hòa Thượng Diệu Liên. Bữa đó qua là làm xong rồi, cái chùa rất là tráng lệ, trang nghiêm. Ngài đứng này uống nước á, 90 ngày. Nghe nói như vậy chắc là ăn trái cây, ăn gì sơ sơ. Đứng niệm Phật 90 ngày. Tức là họ vô niệm Phật tâm muội rồi. Cái câu niệm Phật đó là thức ăn của họ, gọi là pháp hỷ thực. Cái pháp câu niệm Phật họ niệm nó sanh ra thức ăn, gọi là pháp hỷ thực. Còn mình ăn bằng đoàn thực á, là vọng tưởng thực. Ăn bằng vọng tưởng là ngon, chấp 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 ăn ngon, rồi có miếng ớt nữa, ăn cây cây nó mới chịu. Đó là toàn bộ là cái đó là bằng vọng thức thực hết trơn. Vọng tưởng thực đó, phải không? Là như vậy đó. Còn nếu mà họ vô được công phu rồi, họ niệm câu Phật hiệu, họ đứng 90 ngày, họ ăn bằng pháp hỷ thực, cái thân họ vẫn chưa chết, họ vẫn thở mà, chưa chết. Ghê. Mà cái này họ làm được, mình làm được, mà điều mình không chịu làm thôi. Mà làm cũng từ từ, chứ giờ nghe thầy Nhàn nói vậy cái thôi, giờ bắt chước Hòa Thượng Diệu Liên đứng mới 3 ngày cái nó sụm xuống. Bây giờ căn cơ mình không phải là như vậy. Cho nên ông Tổ mới nói là ông là không phải Bồ Tát, ông đừng có làm cái giọng Bồ Tát. Ông làm cái giọng Bồ Tát tức là ông viết toàn bộ lại cái chuyện trên trời dưới đất. Ông lấy trong kinh rồi ông nói là của ông, rồi ông đi độ sanh, cuối cùng ông đọa lạc như không. Bồ Tát, thực sự là Bồ Tát cũng không phải làm như vậy nữa, ẩn tu nữa. Còn mình không phải Bồ Tát mà làm cái giọng Bồ Tát là coi chừng chết, nguy hiểm. Cho nên hôm nay mình nhận mình là phàm phu, đi ra ngoài là công phu mất. Cho nên vừa rồi cô đó có về, cô bên Mỹ về cũng năn nỉ, cô thỉnh thôi thầy đi qua bên Hilton, đi qua Mỹ một chuyến đi. Thầy kêu thôi để thầy về Cực Lạc, thầy xẹt xuống cho nó gần cô à. Chứ bây giờ đi máy bay qua hầm mấy tiếng thầy mệt quá. Với hai nữa thể xanh rồi, giấy rồi đốt hết trơn à. Hết hạn đốt cái để làm chi nữa, hết hạn rồi. Bỏ. Chỉ còn một con đường sinh lộ duy nhất về Cực Lạc, không còn con đường thứ hai. Nói như không phải là bi quan yếm thế nha, lắng nghe nha, nói như vậy không phải là bi quan yếm thế nha. Họ lo tròn bổn phận của người thầy với người trò, người thầy với Phật tử, người con với cha, cha với con. Họ tròn bổn phận. Nhưng mà cái bổn phận duy nhất của họ là đời này phải về Cực Lạc. Mà muốn như vậy là không còn một chút ý niệm mong ngóng nữa, không còn một chút ý niệm mong ngóng đi đâu nữa hết. Mà trước chúng tôi chưa biết Mỹ thì chúng tôi qua mới lần đầu thấy Mỹ đồ, thấy cũng thích thiệt. Mà nhìn kỹ lại quý Phật tử bị công việc nó lôi cuốn, hàng ngày đi làm quá chừng cực khổ, toàn bộ là mua nhà thiếu, nhà nợ không, nợ 30 năm, 40 năm. Lỡ mà hai vợ chồng không đi làm là nó kéo nhà. Cho nên thành ra quay vòng với công việc trong cái xã hội, nó bó buộc con người phải đi làm, đi làm kinh khủng luôn. Đến thứ bảy chủ nhật là họ rã rồi, họ mệt rồi, họ lên tới nơi pháp hội tổ chức tại San Jose. Mà quý vị biết Phật tử San Jose là 100.000 người. Đầu tiên là được 1.600 là dữ dằn, là nhiều nhất. Là cuối cùng cái rục lần lần còn cái 300-400. Xong khi đến rồi cái ăn xong rồi, cái nghe xong rồi, chưa hết buổi giảng họ đi về. Mà mỗi lần đến rồi thầy phải đợi hết 15-20 phút, có khi nửa tiếng họ mới đến. Cho nên ở bên Mỹ là thầy đợi Phật tử, mà ở bên này Phật tử đợi thầy. Cho nên qua Mỹ, ở bên này họ nằm, trời ơi, cái ngày bao nhiêu á, Phật đản như năm ngoái rồi, Vu Lan các lễ, họ nằm che rạp, nằm dưới đất mà bạc trải, họ nằm họ đợi. Đến tối với cái gia đình hồi nãy, họ kêu họ lên họ đợi, họ cộng quả, họ công phu, họ đợi. Tội nghiệp như vậy, không phải mình nói xấu Phật tử ở bên Mỹ, nhưng mà họ mất công việc, nhất là công việc là hỏi, ôi thầy tới chưa vậy, gọi điện thoại, thầy chưa tới đâu, về chút nữa tới. Thường vậy đó. Còn Phật tử bên này là họ đợi thầy, thì qua đó thầy đợi lại cũng quả báo thôi. Vậy mà cũng quả báo. Thôi ta về ta tắm ao ta, vào trong vào đục ao nhà vẫn hơn.
Ao nhà mình là ao nào biết không? Ao nhà mình là ao Liên Trì Hải Hội. Ao đó. Biết ao Liên Trì Hải Hội không? Chứa cái nước Bát Công Đức Thủy, nhảy xuống tắm một cái là trần cấu rơi rụng. Muốn về tắm ao nào? Bắt buộc phải đánh đổi. Bắt buộc phải đánh đổi. Không hối tiếc. Đánh đổi là cái gì? Chấp nhận cái thân này nó bệnh, nó rã rời, nói gì đi nữa cũng niệm Phật để về lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chấp nhận cái nhà này nó cháy, người ta lấy, hoặc giả là nó có bị hủy diệt động đất hay là mình ra đi, chấp nhận về Tây Phương Cực Lạc có nhà bảy báu. Muốn nhà bảy báu là có nhà bảy báu, tưởng nhà là có nhà. Chấp nhận bây giờ ăn chay, khỏi ăn thịt, ăn khổ cực. Đừng có khổ quá nha, khổ quá kẹt lắm à. Khỏi vừa vừa cho mà khổ quá, cái nó suy dinh dưỡng cái là đi không nổi à. Chấp nhận ăn chay để về Tây Phương Cực Lạc, ăn bằng pháp hỷ thực. Dám đánh đổi không? Chắc là như vậy chứ không phải là, chắc chắn là như vậy chứ không phải là cái chuyện đó là bánh vẽ đâu. Không phải là chuyện bánh vẽ đâu. Hồi nãy giờ nói là cái chuyện này đánh đổi là không phải là chuyện bánh vẽ. Trong thâm tâm, khu chung tu hôm nay mới trang hoàng làm lại trước đài tâm thánh. Hồi trước cái vườn râu nó hôi hám phân đồ để trước Phật, tự nhiên mình thấy sao không có an ổn, mình không có thấy nó cung kính lắm. Mình dọn dẹp bữa nay hoa đồ, nhìn suối đồ mát mẻ, nhưng mình nói so với Cực Lạc thôi không bằng 1%, không bằng 1%, không bằng, không thể nào bằng được. Khi mà khởi niệm lên nó có quyến liếng là mình phải đối chiếu liền, đối chiếu ngay đó, đó là Tây Phương Cực Lạc nó phải hơn. Mà mình có khả năng về được, điều mình không chịu dám buông thôi. Muốn về, về liền được, gió trăng quê cũ, hỏi có ai tranh. Làm cái thứ gì trong cõi này họ cũng tranh hết trơn á. Trời, mình có ông chồng khổ cực biết bao nhiêu mới gò được ổng. Cuối cùng cái con nhỏ kia nó lấy mất tiêu. Trời ơi, khổ gì mà nó khổ. Lúc không biết gì, không biết đạo thì sao? Trời ơi, thù ghét căng ghét đắng, ta không có đội trời chung với mày nha mày, ta gạch trong lam vô mặt mày mày. Khổ biết bao nhiêu cho nó không? Cuối cùng cái người ta biết đạo rồi gì? Thôi không tranh với mày nữa, tao về Cực Lạc, tao có cha Di Đà, có mẹ Quan Âm rồi đó. Còn ông có đi đâu ông đi đi, rách việc quá. Dám nói vậy không? Lòng không dám buông mà. Buông là bởi vì chơi vơi, không có ai nói cho mình biết là buông cái này được cái kia. Không? Dầu cho cái người mà họ buông hết tất cả, họ cũng phải trụ vô trong cái chân tâm thường trụ. Trụ nơi cái vô trụ là trụ nơi chân tâm, họ cũng phải trụ vô đó thôi. Cho nên Ấn Tổ nói nếu không trụ nơi Phật cảnh thì phải trụ nơi cửu giới. Cửu giới là địa ngục cho đến Bồ Tát. Nếu không trụ nơi Bồ Tát thì phải trụ nơi Thanh Văn. Cái tâm mình là thập pháp giới trong đó thì bắt buộc nó phải trụ trong một giới thôi. Cho nên không có thể nào mà nó không không được đâu. Nếu mà trụ trong câu Phật hiệu được thì thôi, sung sướng biết chừng nào mà kể. Nãy giờ ngồi nghe cũng phải suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ không biết ông thầy nhà cũng nói có Tây Phương Cực Lạc không ta? Bên đó có Bát Công Đức Thủy, trong kinh nói có ao Bát Công Đức Thủy. Mà không phải nói Bát Công Đức Thủy là nói về Bát Chánh Đạo trong tâm, nói về cái lý đâu, mà có thiệt có cái ao bên đó. Do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, ngài lấy những cái gì tinh tí nhất trong 10 phương pháp giới của chư Phật đem về làm thành cảnh giới của mình. Sự thực là như vậy. Cái người mà họ tin được như vậy, họ nói bằng cái tâm huyết, mà những người mà họ có đồng cảm được rồi, họ rơi nước mắt. Bao nhiêu bạn bè Bồ Tát về hết bên kia rồi, bây giờ mình còn ngồi đây mình tranh giành hơn thua. Thiệt là một người tồi tệ vô cùng. Tham lam từng chút, tham bà cố chứ không phải bà nội nữa. Thì nói vậy rồi có khi nó còn chưa chuyển được nữa. Để bữa có cái cô đó, cô vô, cái chú đó còn nói, thầy, thầy khai thị giùm má con. Cái bà, cái cô đó còn mới nói, hình như bữa nay bà còn ở trong này nè, hình như còn ở trong này. Bởi vì qua chủ nhật mới về á mà.
thưa thầy, con của con nó vừa học đại học xong, nó kêu nó vô đây 1 tháng mà cuối cùng nó vô đây 2 năm nó chưa về, bằng cấp nó cũng lấy luôn. Nó kêu ở trong này an lạc, an vui quá rồi. Cái tự nhiên thầy mở miệng hỏi ăn chay chưa, kêu con chưa ăn chay. Kêu, trời ơi, con mình đi tu rồi, đáng lẽ mình là mẹ mình phải làm gương, mình phải biểu pháp trước cho ai, để con đi tu rồi bây giờ mình vẫn là mình vẫn đi sau đuôi nó, vẫn ở lớp 1 chưa ăn chay, bước lên lớp 2 để ăn chay đi. Kêu để từ tính từ từ. Trong cái nghiệp của con người mà thay đổi vị trí. Rồi đó nó thay đổi cái vị trí mà từ ăn mặn mà qua ăn chay, mà từ vọng tưởng phiền não mà nó qua câu Phật hiệu là phải có thời gian. Ấn Tổ nói bậc thượng căn thượng trí họ nghe cái họ nhảy lọt vô liền. Còn hạ căn hạ trí họ chống gậy họ đi. Hoặc giả là họ bước từ từ, hoặc bò. Phải hoan hỷ cho họ 4 ngày lên 10 ngày lên nửa tháng lên từ từ. Chứ kêu họ đi liền họ té chết à. Sao mà đây nghe quan hỷ không? Con người nó lăn lăn ha. Cái cách nói của chúng tôi là nó không có cao siêu. Bà già ăn chầu bán bánh ít rồi bán bánh hổi là nghe được hết à. Điều chịu làm hay không thôi. Nãy giờ nói đơn giản không? Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Vì chúng tôi nghĩ nó đơn giản như vậy. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải xả ly được ta bà. Không phải nói về cái miệng xả bằng cái miệng. Kêu tôi nghe ông thầy nhàn tôi xả hết trơn, không có dính gì hết trơn. Vậy mà cuối cùng ông chồng theo giữ bé thôi, khóc bù lu bù la hết trơn. Ông xả gì? Nói cái miệng. Trời ơi. Thôi con cái mới cái gì? Mới có đau bệnh rồi thôi, chạy lo muốn chết luôn rồi. Đủ thứ dính mắc ở trong đó hết trơn. Mà dính mắc rồi mình nghĩ là mình giữ có được không ta? Đâu có giữ được đâu. Cái người tròn bổn phận á, người ta không có dính mắc, khác dữ lắm. Khác dữ lắm. Tròn bổn phận tức là người ta hết lòng hết dạ, người ta làm tròn bổn phận. Mà mất người ta tỉnh bơ à. Người ta quan hỷ, người ta biết đó là luật vô thường rồi. Biết là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Vô thường là nó không có thường còn. Có như cảnh vô thường là cách đây 20 năm, 19 năm về trước, đây là một cái đồi đá. Nó lổm chổm lãng chảng, nó không phải là cái cảnh như vậy. Bây giờ nó thay đổi. Có một cái chánh điện, mọi người vô đây nghe pháp tụng kinh niệm Phật tu thì cái cảnh nó thay đổi, gọi là cảnh nó vô thường. Vô là không, thường là thường còn, nó không có thường còn cố định, nó phải thay đổi. Rồi tâm mình nó cũng vô thường, bây giờ sống với vọng tâm cho nên vô thường. Mà chân tâm thì chân thường à, chân tâm nó không có vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thân này nó cũng vô thường, đất nước gió lửa nó tụ hợp lại, nó vô thường. Mới bắt đầu nhập thai rồi là một ý niệm với một giọt máu tinh cha, nó trụ vô trong cái con tinh trùng, rồi bắt đầu nó lớn, nó một tay một chân ra từ 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 nó lớn lên, nó thành con người, rồi vài bữa nó rã thành tro bụi. Vô thường vô cùng. Nếu không nhìn ra được cái vô thường này để mình nhận chân ra cái chân thường thì nó khổ biết cơ man nào mà kể được. Mà sống với cái tâm chân thường này để trở thành mà thành Phật á, cái tâm chân thường này là tánh đức mà để cho nó lưu lộ ra được những cái diệu dụng tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông đồ á, là phải ba đại a tăng kỳ kiếp lâu lắm. Mà muốn bảo bọc cái tâm chân thường này thì chỉ về Cực Lạc là an toàn nhất, cái nơi đó là an ổn nhất. Hòa thượng Tịnh Không khai thị ở cõi này dầu cho Phật xuất thế như Phật Thích Ca chỉ giúp cho bạn đắc được A-la-hán. Mà trong cái thời Đức Phật Thích Ca mà đắc A-la-hán thì không bao nhiêu vị hết. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á, là giúp cho bạn á, là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Cái lớp học trên đó Đức Phật A-di-đà phát nguyện ai mà về cảnh giới con là tu hành và học cho đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật luôn. Còn cái cõi này các vị Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền là ở các cảnh giới khác. Khi Đức Phật thuyết kinh là họ đến, họ ngồi, họ nghe. Có hàng Bồ Tát, nhưng mà hàng Thanh Văn là chỉ đến A-la-hán thôi. Cái nghiệp chướng và cái cảnh giới này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giúp họ đến đó thôi. Mà tìm cái người A-la-hán cũng không có số lượng nhiều. Mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì không còn đắc A-la-hán, chỉ độc giác Phật, duyên giác Phật. Đến bây giờ tìm ra A-la-hán cũng khó quá, không có. Họ có rồi họ cũng ẩn, họ núp, họ đi đâu hết trơn rồi. Họ ẩn hết trơn rồi.
mà về cực lạc là Đức Phật A Di Đà giáo hóa cho mình thành Phật luôn. Cái lớp trên đó đáng nên về. Muốn về không quý vị? Có nhiều người bài bác chỉ trích nó không thầy nhàn, không đưa người ta vào con đường cùng, lúc nào cũng bắt người ta về cực lạc hết trơn. Đang sống sờ sờ con cái của cải vật chất, cuộc sống đang an ổn như vậy mà không bắt người ta chết đi về cực lạc. Cái giọng nói này là giọng nói phàm phu. Còn Phật Bồ Tát á, Ấn Tổ nói làm sao? Tôi nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối cổ đời tôi, hít vô mà không thở ra là thọ mạng hết, chết. Luôn luôn dán chữ tử trên đầu, mong về Tây Phương cực lạc sớm chừng nào tốt chừng đó, Bồ Tát nói vậy đó. Còn mình phàm phu là mình nói chế que. Mà cái người mà họ muốn nguyện vãng sanh, cảm được Phật lực gia trì, thọ mạng người này kéo dài nha, lạ lắm á. Còn mình không muốn vãng sanh, mình cứ tạo nghiệp ác thì thọ mạng nó hết sớm à. Giờ muốn gì đây? Muốn thọ mạng kéo dài được vãng sanh hay là muốn nghĩ tùm lum tùm la hết trơn rồi chết sớm? Nghĩ tùm lum tùm la hết trơn, cái đầu óc nó rối beng ở trong này. Có cái cô đó của nó bây giờ cái đầu của con không tự chủ được nữa, kêu gần man man rồi đó, gần pin rồi đó, gần điên rồi đó. Bởi vì không tự chủ được nữa, không có cái pháp gì để nó an tâm được nữa hết. Nghĩ hết chồng đến con đến sự nghiệp, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, nghĩ nó trả liền liền một, liền liền chịu không nổi. Tối nó ngủ một chút xíu mà nó cũng mơ mộng ở trong đó nữa. Trời ơi, điên chết rồi ta. Vậy mà niệm câu Phật hiệu bắt đầu nó kìm xuống giống cái xe mình xuống dốc á, nó chạy ào 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 thì mình phải thắng, kìm cái thắng. Thắng đi chậm chậm lại, giữ câu Phật hiệu để cái tâm nó bớt suy nghĩ giống như cái thắng, kìm lại từ 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 từ. Nó an trong đó từ từ, chỉ có cách này thôi. Ngài Hám Sơn ngài nói là ngộ trong tâm khó hơn là chuyển vị trí cái vọng thức, lấy cái vọng thức để mà mình ngộ chân tâm, nó khó hơn là lấy cái tâm thức mình á mà để mình ngộ cái chân tâm, nó khó hơn là lấy cái tâm thức mình niệm câu Phật hiệu để ngộ chân tâm. Cũng lấy cái tâm thức ý thức thứ sáu đó niệm câu Phật hiệu, nó ngộ chân tâm, nó về với Phật dễ hơn là mình tự lấy cái ý thức này để trở về với chân tâm, khó hơn. Lắng nghe lão Phật gia Ấn Tổ khai thị cái chỗ này. Những cái đoạn này là chúng tôi đang ngồi ăn cơm hoặc nghe văn sao hoặc đọc á, hay cái chúng tôi chích vô trong này. Giờ lên nói rồi phân tích. Ngài chỉ nói cái đoạn, thí dụ ngài nói rằng Tây Phương khó về, nhưng mà về là ở vĩnh viễn không thối chuyển. Địa ngục dễ vô mà vô rồi ở mãi trong đó. Mà khó ra vô cùng. Về Tây Phương cực lạc, tuy rằng mình chịu khổ, chịu cực, chịu khó một đời này mình về. Mà muốn về thì rất là dễ, còn không muốn thì rất khó. Mà về rồi sẽ thành Phật không thối chuyển. Còn địa ngục dễ vô mà khó ra. Vì sao địa ngục dễ vô mà khó ra? Bởi vì vô trong đó rồi, nó gặp những cái cảnh ác trong đó, không bao giờ khởi được một niệm thiện. Cũng như quý vị thấy cái người mà đang cãi lộn, người ta đang ở trong tù suốt ngày, người ta chỉ nghĩ những cái chuyện ác, những cái chuyện khổ nó bao vây trong tâm họ, đập bể cái cảnh giới đó, muốn cho họ thoát ra khỏi cảnh giới đó, bắt họ niệm Phật, họ niệm không nổi, vì cái năng lực nó quá mạnh rồi. Ở trong địa ngục nó còn gấp trăm ngàn lần như vậy, làm sao khởi được niệm thiện để về cõi thiện đây? Chỉ nhờ vào người khác. Như mẹ ngày một Kiền Liên, không có ngày một Kiền Liên là thôi, ở vĩnh viễn rồi. A là không, tì là không có thời gian ra. A tỳ địa ngục. Địa ngục dễ vô mà khó ra. Tây Phương cực lạc nương theo Phật lực dễ về, mà thành tựu thì thôi viên mãn. Giờ nghe cái câu chuyện trộm cắp này hay lắm nha, nghe ha. Này nói về cái giới trộm cắp à. Nói để mình sợ, mình nói thầy nhàn không nói cái giới trộm cắp đó không được về cực lạc. Nó khác với đứa nhỏ. Do cái lòng tham khởi lên cho nên thành ra không dám trộm cắp nghe. Giống như đứa nhỏ nó mới được nghe. Bữa nay nghe làm sao giống như đứa nhỏ mà nó sợ chết đói mà. Thì hai vợ chồng có con bò. Con bò cũng quý mà nó màu vàng.
Cuối cùng ai ăn cắp bò nó mất tiêu. Cái bà vợ bà chạy vòng vòng bà tìm, bà thấy ông sư ở trên núi á, ở bên cái sườn núi á, thấy màu vàng, bà kêu ô con bò của mình á, con bò mình ở trên đó. Cuối cùng cái rồi về nói với ông chồng, bởi vì bản người nữ không có dám đi lên cho nó cũng hơi xa. Thì cuối cùng cái về nó anh, ở chỗ cái sườn núi ở trên đó em thấy con bò của mình á, ông thầy em ăn trộm con cột cho nó. Ông chồng lên nói thầy trả con bò cho con. Ông thầy ông nói tôi có ăn cắp bò của chú đâu mà trả. Kêu bà vợ con thấy con bò rõ ràng ở trên chỗ thầy mà. Kêu ồ chắc là vợ của chú nhìn sai, tôi có cái y màu vàng tôi treo trên sợi dây nó phất phơ, bà tưởng con bò chứ gì. Kêu không phải, vợ con nhìn rõ thấy con bò đó, thầy đem giấu chỗ nào rồi, bởi vì chiều ông lấy cái y vô ông cất không có thấy nữa. Thì bà mới suy nghĩ là ông này lấy con bò đi giấu à. Cái hai vợ chồng ra quan kiện, ra quan kiệu quan mang ra. Cái rồi hỏi sao bữa nay xử chuyện gì. Kêu ông thầy này ông cấp con bò con, hỏi lý do gì mà nói như vậy. Kêu bà vợ con bà đứng ở dưới sườn núi, bà nhìn lên bà thấy con bò bên cạnh nhà của ông thầy, đến chiều cái ông lấy ông đi cất đâu mất tiêu rồi. Cái rồi ông thầy ông nghe ông quan hỏi là ông có ăn cắp bò không. Ông thầy ông nói không có ăn cắp. Ông quan ông nói vậy là ông bị oan rồi, có ăn oan không. Ông nói không oan. Tôi kêu nếu mà thầy không có oan là thầy có ăn cắp, vậy phải ăn cắp phải không? Không có ăn cắp. Vậy thầy có oan không? Không oan. Tôi kêu cậu quan ông kêu ông nói cắt cớ. Giờ tôi hỏi ông là cuối nè, ông có ăn cắp không? Không ăn cắp. Có oan không? Không oan. Rồi cho ông vô tù ngồi luôn. Rồi giam ông luôn rồi, ông không oan là ông có ăn cắp rồi, ông đừng có nói vớ vẩn. Thì ông vô tù cũng ngồi thôi, vô ngồi trong nhảy cửa giam. Rồi mang cơm cho ông ăn, ông cũng vui vẻ, ông không nói gì hết. Cái đứa đệ tử nó nghe ông ở tù nó chạy vô nó nói, con nói là thầy là một đời sống thanh bần, cho thầy còn không lấy nữa mà thầy làm sao ăn cắp. Thầy có ăn cắp không? Không ăn cắp. Như vậy thầy bị oan rồi, không oan. Mình đọc câu chuyện mình mắc cười muốn chết. Thì cuối cùng trời ơi, nếu mà thầy không oan thì làm gì thầy có ăn cắp. Thì thầy nói thầy đâu có ăn cắp đâu. Bây giờ con hỏi thiệt, thầy có oan không? Kêu không oan. Kêu, thầy nói kiểu này bố con không hiểu nữa. Kêu vào đó mới ngồi ông kể, ông nói như vậy. Thầy một đời giữ giới tinh nghiêm, 250 giới giữ được mà 5 giới chẳng lẽ giữ không được. Thầy giữ giới tinh nghiêm mà người ta du oan giáng họa, thầy đã phân tích cho họ là cái y không phải con bò mà họ nói là con bò. Đó là do oan gia trái chủ nhiều đời gặp nhau, hôm nay họ đòi thì thầy trả. Là đời trước thầy có ăn cắp của họ, bây giờ họ mới là du oan giáng họa, mà du oan giáng họa đời này chứ đời trước là đúng, cho nên là không oan. Bác bảo đảm không oan. Nhưng mà đời này là không có ăn cắp, nó nói rõ, đời này là không có ăn cắp rồi đó. Là ông nói không có ăn cắp. Nhưng mà có oan không? Có oan, đời trước có lấy cho nên giờ nó họ du oan. Bây giờ mình về nhà, ông chồng ông nói bà đó ngang ác dữ lắm. Thì mình giờ cái dạ, đời trước em cũng nói anh ác cho nên đời này anh mới nói em ác. Không oan đúng không? Không oan, bảo đảm không oan. Hay, câu chuyện này hay vô cùng. Có ai dám chấp nhận tất cả những oan trái về cho mình hết? Mình đã phân tích là cái y chứ không phải con bò, mà họ nói là con bò là chắc chắn là đời trước mình có lấy, bây giờ họ mới nói không oan chút nào. Cuối cùng mãn hạn tù rồi mới đi ra, hỏi ông oan không? Không oan. Hết tù rồi mà cũng không oan là không oan. Bây giờ ông nói đúng, không oan đó là đời trước đúng không? Mà không lấy là đời này đúng không? Đúng rồi. Cho nên thành ra đời trước có giật vợ họ, bây giờ đời này họ giật lại là què dốt, không oan, không oan. Đời trước có giật chồng họ, đời này họ giật lại, không oan, không oan. Nhớ câu không oan nha. Còn mình sao? Trời ơi, ra kiện, ra thưa, ra tòa, tới nơi luôn, phải làm cho tới nơi luôn. Cái đó là gì? Oan trái đối đầu, tiếp tục đời sau phải trả nữa. Trong mấy cô đi bên Mỹ về, hôm bữa xuống phóng sanh, cô mới kể,
Hòa Thượng Tịnh Không lúc trước thường xuyên qua lại Mỹ do bà Hàng quán trưởng đưa qua. Nhờ Hòa Thượng người ta cúng được cái Tịnh Tông bên Dallas. Cuối cùng con của bà Hàng quán trưởng muốn để mà lấy cái niệm Phật đường đó về của riêng mình. Sau đó rồi Hòa Thượng biết được rồi, mọi người đưa lên trên tòa. Bên Mỹ cái gì cũng ra tòa, xe đụng cái rầm cũng ra tòa, cái thứ gì cũng ra tòa hết trơn, dễ ra tòa lắm. Công an bắt được cũng phải ra tòa, chạy quá tốc độ cũng ra tòa. Hòa Thượng nói sao? Thôi họ muốn lấy, thôi để cho họ lấy đi, mình đi về. Từ lúc đó là vĩnh viễn Hòa Thượng không bao giờ qua Mỹ nữa. Không đủ duyên đỏ độ họ rồi, họ muốn thì thôi cho họ. Các vị Bồ Tát, các vị có trí, người ta xử trí như vậy. Khỏe. Cái mà mất mát về tinh thần ra tòa giằng co nói qua nói lại, nó còn mất mát hơn là của cải. Đúng không? Hiểu ở đâu? Hiểu ở đâu? Ngày đêm phải suy nghĩ đối phó ra tòa, phải nói làm sao, làm sao đồ. Cái đó là nó mất mát, không niệm Phật được, không an ổn cái thân tâm được, là nó mất mát còn hơn mấy tỷ đô la. Không sợ mất mát tinh thần, sợ mất mát vật chất, cái giả ngoài thân không à. Ngài Hải Hiền, ngài trồng bắp trồng rau, nó vô nó ăn trộm, ngài vừa ra ngài thấy nó, cái ngài lúc vô đóng cửa lại, sợ nó thấy mình nó chạy nó té. Còn mình sao? Lén cầm dao hi. cho mày chết, ai bị mày ăn cắp. Lòng từ bi của các ngài kinh khủng. Người ta vô lấy tiền điện á, ngày kia ổ sao tiền điện hôm nay tháng này nhiều vậy, ông xài nhiều ông phải trả nhiều chứ, đồ ông đồ này đồ nọ ông không muốn trả hả, nhổ nước miếng vô mặt luôn, chửi. Ngài im không nói gì hết. Chút nữa cái ngày vô lại trong, ngày kêu cái đứa thu tiền điện đợt này sao nó dữ quá, thầy mới nói cái nó nhổ nước miếng vô mặt thầy. Kêu sao thầy không nói con ra con đập cho nó ăn chậm. Kêu thôi đi con, nó nhổ nước miếng là cơ hội có chút nước rửa mặt con à. Mình làm được không? Mới đụng đến cái lông chân, mới mà nói đến cái danh của mình rồi rồi là thôi, nó khổ muốn điên muốn chết rồi, muốn đi ra tòa, muốn đi kiện, muốn đi thưa. Tôi nói phàm phu là phàm phu thứ thiệt, ở đây nó cứ tranh giành đấu đá hơn thua hoài à. Hai người đang giằng co hơn thua ra tòa phải không? Đang giằng co phải không? Mình thả một cái mình khỏe, mình nhẹ một cái họ gì? Họ kéo họ té cái rầm. Không giằng co. Người trí người ta sống rất hay. Còn câu chuyện này mới hay nữa nha, câu chuyện này hay. Có nhiều người nói sao mà ông nhiều chuyện thế, mà nhiều chuyện Phật Pháp chứ không phải nhiều chuyện bà Tám nha. Có cái bà này, hai mẹ con nghèo quá, ở đợ cái ông chủ ông đi cái lén cái lấy 200 đồng cái nhà ông chủ đó, xong cái bà chết, cái bà làm gà mái, hàng ngày phải hì hục đẻ cho đủ trứng cho ông. Hàng ngày hì hục đẻ, cái bữa đó bà đẻ quá, con gà chứ không phải bà. Bà, con gà nó đẻ xong rồi cái bắt đầu cái đứa con nó còn ở làm mướn á, cái bà hiện hình, bà hiện cái hồn con gà lên, bà nói mẹ làm con gà là do mẹ ăn cắp 200 đồng của cái ông nhà người mình ở đó, cho nên thành ra mẹ hết phước mẹ làm súc sanh làm gà, mẹ đẻ đến bữa nay đó là chuẩn bị 2 ngày sau là một cái trận mưa đó, là mẹ lạnh quá là mẹ chết, là mẹ con gà. Mà chắc chắn là ông sẽ lấy ông cho con, mà con đừng ăn, con đi chôn đi nghe. Bà nói như vậy thì đứa con nó tỉnh ra, thì nó nghĩ chắc là mơ mộng cũng không có gì. Mà đúng vậy, bữa đó bên cạnh nhà mưa có con gà nó chết, mà vừa mới chết cái ông kêu thôi cho con nè, con làm thịt đồ ăn rồi đi. Nó sực nhớ lại cái giấc mộng, nó nói không được. Mẹ con báo mộng mẹ con là có ăn cắp của ông là 200 đồng, cho nên mẹ con chết làm con gà. Hết phước rồi làm rồi súc sanh, mẹ con đẻ bao nhiêu trứng, kể luôn số lượng trứng bao nhiêu trứng. Bữa nay mẹ con là đến cái lúc chết phải sanh về cõi lành à. Cho nên thành ra đây là mẹ con chứ không phải gà, cho nên con mang con gà này con đi chôn cho con không ăn. Cái ông chủ ông nghe mà đúng sự thật như vậy, cái là ông cảm động, ông thương cái đứa ở này. Ông thương lại cái đứa ở này. Cho nên cái người mà trộm cắp, cái phước họ giảm rồi. Một là làm bò, làm trâu, làm gà, làm súc sanh phải cày để trả nợ. Hai là làm người phải đi làm ở đợ, ở mướn cho người ta. Cái nhân quả nó kinh khủng thiệt. Quý vị tin không?
còn chuyện nữa mà thôi để đợt sau đi. Bây giờ lắng nghe quả báo của người ăn cắp nè. Người ăn cắp bị 10 cái quả báo, người trộm cắp phải gánh 11 cái quả báo. Thứ nhất là không thể có được những thứ của quý giá. Người ăn cắp là trong người họ không bao giờ có tiền vàng của cải châu báu ngọc ngà. Trong kinh nói là trong người, trong nhà họ không có được của báu. Họ khởi niệm trộm cắp cho nên cái công đức báu nhất trong tâm của họ là đã mất. Cho nên cái của báu bên ngoài cũng không có luôn. Thứ hai là thiếu thốn những nhu yếu, thiếu thốn những nhu yếu phẩm như lúa gạo, tiền bạc, đồ dùng, họ không có. Thứ ba là người nghèo khổ túng thiếu của cải. Thứ tư là không phát triển được những thứ của cải mới. Thứ năm là không làm ra được của cải quý giá thì không giữ gìn được lâu dài. Thứ sáu là không thể có được thứ của cải mà mình mong muốn. Mong muốn có một cái áo, thấy người ta bận mà mình có cái áo nó rẻ mạt mà mua cũng không được. Có đôi dép mới mua rồi để đó cũng bị ăn cắp mất à. Trời ơi sao mà nó thảm dữ vậy ta. Trong mạng không có cho nên giữ không được. Thứ bảy là không có được của cải thì thường bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, do nước lửa cuốn trôi, do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, do nhà vua thu tịch. Do nhà vua tịch thu. Thứ tám là của cải được phát triển thì cũng liên quan đến nhiều người, không riêng mình tự lập lên được. Thứ chín là người không thể nào chứng đắc được pháp siêu tam giới, thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Người thiếu phước là người khó tu, và người giàu quá cũng khó tu luôn. Giàu quá họ lo, họ hưởng thụ trong vật chất, mà họ nghèo quá họ cũng khó tu luôn. Thứ mười là người thường nghe đến danh từ không có. Là cái họ là cái gì cũng có hết trơn. Hỏi bà có gì không? Không. Có tiền không? Không. Có chồng không? Cũng không. Giật mất rồi. Có gì chứ. Là người nghe danh từ thường xuyên không có. Vì ở đợ mà đâu có gì đâu. Thứ 11 là người sống không được an lạc. Như vậy cái người biết tu, tuy rằng họ nghèo mà họ biết đủ là họ biết tu. Còn cái người giàu quá chừng luôn mà họ không biết đủ, cho nên người này vẫn là nghèo, túng thiếu. Cái câu ngạn ngữ, nói cái câu ngạn ngữ lắng nghe nè nha. Về áp dụng cái câu ngạn ngữ này nha. Cái người không nghĩ đến tiền thì người này sẽ có tiền. Và cái người có tiền không bao giờ họ nói là họ có tiền. Họ không có khoe khoang. Còn cái người mà nghĩ đến tiền thì lúc nào họ cũng gì không có tiền. Và họ nói họ giàu lắm, họ có tiền dữ lắm, đang làm dự án này, đang làm dự án nọ. Mà cuối cùng trong người không có đồng xu nào hết trơn. Khi mà nghĩ đến tiền rồi á, cái đầu óc mình cứ quay quẩn ở trong đó, không hết bổn phận, lúc nào cũng phải làm sao cho có tiền. Cho nên nó mất phước đi, người này không có tiền. Có cái ông đó, ông đám cưới cho đứa con. Hồi xưa mà đi xe đò mà nhiều người đi chung với nhau chứ không có xe riêng. Ông lấy bao tiền đi đám cưới cho con trước, nó cũng có ngân hàng chuyển ký xếp đồ này nọ, đi qua cái tỉnh khác. Ông xem tiền rẻ lắm. Ông lấy bao tiền đó ông bỏ vô trong bao, xong thêm một cái bao ông bọc bên ngoài, rồi ông lấy ba cái đồ nên dơ giấy cái bao bên ngoài đó, nó dơ giấy cá mắm rồi nó dính, nó vứt ở dưới cái sàn xe, đi qua đá lại tưởng bao giấy. Thì cuối cùng đi đến một cái trạm đó, cái tụi ăn cướp buổi tối mà nó chặn lại, lên nó lục soát hết toàn bộ. Ổng thì để được mấy ngàn trong túi, nó lục hết rồi nó thấy bao giấy, nó cũng đá bao giấy. Không có lấy. Ăn cướp đó, nó lên nó lục hết rồi nó lấy tiền mấy đứa người khác hết rồi cái bao giấy đó. Ông coi kệ để đó, nó lấy thôi không quan trọng, vậy mà nó cũng không có bao tiền còn y nguyên. Chứ mình chặt hừ ôm vậy sợ mất là chết với nó rồi đó. Gói đầu giường là cũng chết với nó rồi đó. Phải không?
hay thì cái ông này hay thiệt nha, ông suy nghĩ hay, ông kêu thế nào đi tới, tôi cũng có chặn cướp mà hồi xưa xe người ta đi ngoài đường ít có công an đứng canh rồi về an ninh không an toàn, là ăn cướp nó hay bắt tài xế đứng lại là nó lục nó lấy cái bao tiền, ông để một bao với cái sàn đó, đi quá đá qua đá lại tưởng bao giấy à. Nói như vậy không phải mình có tiền về mình vứt lung tung mà làm sao để đúng nơi đúng chỗ, lên xe là phải luyện như vậy đó, về nhà là phải cất cái chỗ nào, ra ngân hàng mình để mình tiêu dùng nó đúng lúc. Ổng không quan trọng, ổng lại còn trong ông lan trọng ông gối đầu giường là ổng mất rồi đó. Cho mấy bà già có tiền thì cúng giường phóng sanh hết đi, đừng có để đó cúng giường phóng sanh đi. Rồi bây giờ 2 tiếng đồng hồ rồi đó, à, 1 tiếng rưỡi hồi nãy, 8 giờ 8 rưỡi ha. Giờ cái lá thư này hay ha, giờ nghe cái lá thư này nha, lá thư Ấn Tổ khai thị giáo dục gia đình, thầy Nhuận Minh đọc nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ tuy vụng về chấp pháp nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Hiện nay muốn xướng minh sự lý nhân quả và phương pháp thực hành điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền, noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thai giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, ngõ hầu con sẽ tập quen thành tánh như ba bà Thái đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự ngầm giúp đỡ chồng, dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng, mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa. Lại nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chính trị, nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vun bồi gia đình. Điều này quả thật gom sắt của muôn nước chín châu, cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hãy dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác, nó sẽ tự kiêng sợ, chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng cảm ứng thiên và âm chất văn. Hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có lợi ích, không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ, thiền tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé, lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy, vì thế kinh dịch chép, mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, nghĩa là dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thai giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau,
căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi tràn lan, chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới sướng lên những thuyết bất hiếu không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hồng bán chát, vợ chồng hợp lại hay chia tay nhau giống như cầm thú, chôn vùi đạo nghĩa liêm sĩ, thiên lý tuyệt diệt như nước lũ cuồn cuộn tận trời, chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được, nguy ngập vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả, cho con cái hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân, ắt gặt thiện quả, mới hồng có hy vọng trong tương lai, lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Cổ nhân thường nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu, thất phụ, làm sao có thể khiến cho thiên hạ bình trị được? Cần biết rằng, cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân. Gia đình khéo dạy dỗ thì con cái sanh ra sẽ đều hiền thiện. Nhà có con hiền thì đất nước sẽ có hiền tài. Hễ cùng quẫn thì tự yên, ảnh hưởng đến khắp cả làng xóm. Hễ hiển đạt sẽ làm cho người khác đều cùng được lành, tạo lợi ích cho khắp mọi người dân. Lợi ích như vậy phát xuất từ sự giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Đấy chính là lý do vì sao người đời gọi nữ nhân là thái thái, do họ có thể giúp chồng dạy con, giữ yên bên trong gia đình. Do vậy sẽ đạt hiệu quả là chồng ắt sẽ thành tựu đức nghiệp, con cái đều hiền thiện. Giống như Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử đời Châu vậy. Nếu bà có thể dựa theo những điều đã được nói trong văn sao để tự lợi, lợi người, ngõ hầu quý địa cùng được gọi nhuần sự giáo hóa của Đức Phật, dùng công đức ấy hồi hướng vạn sanh thì sẽ lên thẳng sen báo thượng phẩm. Nói tới đạo thất phu thất phụ có thể cứu giúp thiên hạ, chớ có hiểu lầm. Đấy chính là trọn hết bổn phận của chính mình, dốc lòng vun vén luân thường, cha từ con hiếu, chẳng phụ bạc thiên chức của chính mình, lại còn đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải chú trọng nhất nơi nhân quả báo ứng. Làm được như thế thì hết thảy mọi người sẽ tự có thể mong mỏi đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lại còn tu trì tịnh nghiệp, lợi khắp các hàm thức. Đấy chính là cứu giúp, chỉ có như vậy mà thôi. Con xin phép được đọc tiếp lá thư thứ hai của Đại sứ Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Thanh Huệ Chấn năm Dân Quốc 20 1931: lời lẽ tuy vụng về chấp pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Người đang độ thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người
hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất lọt, chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay, cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần có lành bệnh được, lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính, như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết, thì mới có lợi ích cho ông ta được. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con xin phép được đọc một cái bài thơ của một vị Phật tử dâng lên cúng dường sư phụ. Bài thơ tựa đề là Nhớ Thầy. Bạch Thầy, Thầy cảm nhận không? Có người ở cuối sông Hồng nhớ cha. Những ngày tu tập vừa qua, nghe kinh giảng pháp thiết tha tình người. Còn nghe nhân quả ở đời, tu nhân tích đức ba đời mới lên. Theo Phật phải vững niềm tin, A Di Đà Phật truyền miên tháng ngày. Thầy giảng thật lắm điều hay, nghe rồi nghe lại thêm say lòng người. Hà Nội đức trọng xa vời, nghe chuông nghe mõ thầy ơi nhớ thầy. Hà Nội ngày 8 tháng 3 2019. Phan Văn Nguyên, Phú Nhiêu, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ chú còn một bài thơ nữa. Tịnh thất quang thế âm xuân, đường xuân chân bước thêm vui. Con về Đà Lạt một trời đầy hoa, rừng thông cao vút bao la. Lung linh tịnh thất Phật Bà Quan Âm, tính tâm gặp được thầy tâm. Chưa nhìn nghe tiếng nức lòng gần xa, thầy thương như con trong nhà. Nắm tay thầy hỏi ông bà khỏe không, được lời cảm động vui mừng. Bạch thầy, nay có vợ con đi cùng, hai người áo tràng trùng phùng. Đó là phước báo tốt mừng đó nghe, con mừng được duyên Phật xe, được thầy giảng pháp, được nghe điều lành. Những ngày tu tập qua nhanh, xin ghi tạc mãi điều lành trong con. Mong thầy sức khỏe nhiều hơn, tiếng thầy giảng pháp mãi còn vang xa. Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Quan Âm tịnh thất triệu hoa trong lòng. Kính bạch thầy Thích Giác Nhàn và chư tăng tịnh thất Phật Bà Quan Âm, con xin cúng dường bài thơ Tịnh Thất Quang Thế Âm Xuân ngày 19 tháng 2 2019. Phan Văn Nguyên, Phú Nhiêu, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội. Nam mô A Di Đà Phật. Cái lá thư đầu tiên thầy Nhuận Minh đọc về cái việc giáo dục gia đình quan trọng, Nhuận Nhàn đã đặt được cái bản in và xin giấy phép nhà xuất bản. Có cái chỗ nó in 105.000 một bộ hai cuốn, nhưng mà cô Uyên này sao cô mua cái giấy rẻ với hai cũng vừa in vừa cúng dường, chỉ có 69.000 một bộ thôi, cũng rẻ được 40.000. Thì Nhuận Nhàn in 10.000 bộ là 690 triệu. Thì cái bộ sách này phải cần in để lưu thông ra, vì bộ sách này quan trọng. Nhuận Nhàn nhìn lại cái gia đình mình lúc còn chưa đi tu, còn trẻ, ở nhà lộn xộn. Không phải nói xấu về gia đình mình, mà không biết gia đình quý vị có xấu không? Không dám nói cái gia đình quý vị xấu, nhưng mà nói gia đình Nhuận Nhàn sao mà xấu quá. Bà cụ thì từ khi bà đi tu rồi bà hiền, chứ lúc trước rồi bà cũng dữ. Mà mấy người không đi tu, không niệm Phật dữ mà, dữ như bà chằn, dữ lắm. Trời ơi, thôi bà bán bánh hỏi trên đường Ấy Dút mà không mang kịp bánh của... Bánh hỏi lên không mang kịp nước mắm mà bà bán chay á, không mang ly kịp lên mà cầm đòn gánh bà về, bà đi bộ, bà hùng hục bà về. Ông anh cũng chạy tán lạng, ông già cũng chạy, bà cái đòn gánh bà quơ mà ai chịu nổi. Không phải nói xấu bà cụ. Bà kêu, cha con tụi bay ở ngang, ăn ở làm cái gì ở nhà mà không mang bánh lên cho tụi bán. Trời ơi, bà la thôi, bắt đầu già ông cũng giọt luôn chứ ai mà dám đứng lại với bà. Bà cầm đòn gánh, bà dí. Người vợ kiếm tiền không ở nhà thay chồng dạy con là thế đấy. Phải không?
khi mà mình làm cái vai đó rồi, ông chồng ở nhà ông cho bà đi kiếm tiền, ông ở nhà ông chơi à, sai vị trí rồi. Từ khi bắt đầu bà cụ biết tu rồi, bà xem nhẹ đồng tiền, xem nhẹ lắm. Lúc bà chưa biết tu, bà lấy tiền bà cột vô trong cái bụng. Người xưa người ta làm được é, biết được é không? Được dê gì đó, lấy vải may lại vừa cái giày, xong rồi bỏ tiền, bỏ vàng nhét vô đó cột trong người á, sợ mất tiền. Từ khi bà biết tu rồi thôi, phát tâm cúng dường tới sư bà 2 triệu âm, bỏ hết, không có giữ gì. Về khu chuyên tu kêu Tết rồi, thôi giờ lì xì bà cụ kêu không, để nuôi mấy bà cụ đi, tôi nhận tiền tôi có làm gì đâu, ông lâu lâu mang cho tôi lõng sữa ensu là được rồi, chứ làm chi mà đâu có tiền. Buông được, buông hay thiệt. Cho nên ra quý thầy mà đưa cha mẹ về chùa buông được, tu tập được, công đức mấy thầy lớn lắm. Đúng là độ cha mẹ để mà siêu thoát tam giới, công đức ngang bằng với Thánh Hiền, với Bồ Tát mà. Ngang bằng với Ngài Mục Kiền Liên. Trời, gia đình rối rắm kinh khủng luôn. Mà khi cái tâm bà cụ có như vậy rồi, đêm mơ bà nằm bà cứ thấy toàn là mộng đè, rồi người ta đến bóp cổ, bà cầm cái quần dao bà để sẵn đó, tối đè bà xong bà cầm quần bà quơ, bà làm sùm trong giường hết trơn. Nó đi đâu mất tiêu rồi, bà quên, mày chết, bà quơ bà làm đâu có ai ngủ được đâu. Và làm xong rồi bắt đầu qua hôm sau hiu hiu xuống nó đè nữa. Cái tâm đó nó đồng cảm với họ mà. Nguy hiểm vô cùng. Sau bà niệm Quan Âm rồi bắt đầu mới yên, mà niệm Quan Âm cũng bóp cổ nữa chứ. Không phải họ phá mà chính do tâm mình rước họ vô. Lộn xộn kinh khủng luôn. Nếu mà gặp được giáo dục gia đình Văn Sao Ấn Tổ thì nó đỡ biết mấy ta. Nghĩ như vậy chạnh lòng cho nên phải in cái bộ sách này. Mấy Phật tử cho mấy nhận nhiều mà cho sách hầu như lơ lơ, không muốn nhận. Nghe mấy nghe qua rồi không nhớ được đâu. Có sách đọc rồi đi đọc tới đọc lui rồi mình mới chép ra. Vừa rồi có cái cô chép cái bộ tâm biên 474 lá thư, cô chép ra hết 8 cuốn bữa dân nhàn khoe quý vị. Phải chép nó ra. Học là phải như vậy nó mới nhớ được. Dân nhàn sở dĩ mà hồi nãy giờ nói chuyện với quý vị là hoàn toàn là chép ra sách rồi mới nhớ trong tâm mình. Mình thích thú nữa mình mới nói được. Nói được người ta nghe được, mà người ta cảm được rồi, công đức nó còn hơn cúng dường 7 báu mà. Vừa rồi có cái cô ở bên Nhật gọi điện về cũng lâu rồi. Mấy năm trước chúng tôi qua Hàn Quốc giảng rồi qua Nhật có gặp cô bé này. Cô này mới có 29 tuổi mà có ông chồng 65 tuổi. Cũng tội nghiệp khi qua bên Nhật là dòng họ đồ chú bác gì bỏ hết trơn, ở nhà trọ khổ quá. Cuối cùng cái niệm Quan Âm niệm Phật riết thì sao, cuối cùng ông này làm trong cái hãng, ông thương ông mang về nhà ông nuôi. Thì thầy lúc đó gặp dân nhàn mới nói, bây giờ con tuổi này thấy ổng như cha nha, như cha nha. Thầy kêu dạ dạ, con quyết định là thấy ổng như là cha Bồ Tát, con khổ quá ông rước con về nhà mà. Chắc chắn con nghĩ ổng là cha thôi. Em hôm qua mới gọi về kêu cha ơi, cha ông làm coi có đứa con rồi. Hỏi ổ trời lạ vậy. Thì kêu dạ, gia đình ổng kêu thôi cho đứa con đi, cho nên con cho ổng đứa con trai rồi. Rồi kêu là bây giờ coi cha nha. Kêu, dạ dạ coi. Coi như là cha, kêu, bữa nay là được rồi đó. Cái nghĩa là gia đình muốn có đứa con thôi, con hoan hỷ cho đứa con trai rồi. Bây giờ từ khi mà thầy thuyết pháp Văn Sao, con về Việt Nam vừa rồi con lên không được. Cô Hà Tâm cho con cái bộ Văn Sao tục biên, con về cũng đọc cũng thấy hay quá. Con nói ông bây giờ 60 mấy tuổi rồi, ông muốn sống thọ là ông phải giữ giới nha, không có được nữa nha. Ông kêu ừ được, để sống lâu. Ngồi nói chuyện nó kêu coi như là từ khi con đọc Văn Sao được là con thấy nên áp dụng Văn Sao hay quá. Không có buổi thuyết pháp nào trực tiếp của thầy là con bỏ. Bởi vì bên Nhật là bên này ví dụ như 8:30, bên đó mới 10:30 à, hơn cả 2 tiếng. Nãy kêu để con nấu cơm cho ổng với lại đứa con tuổi rồi cho ổng có ăn rồi con ngồi con xem trực tiếp. Thì quý vị biết rằng là khi mà con người rớt vào trong cái hoàn cảnh họ vô đường cùng rồi, tội nghiệp lắm. Bằng kiểu gì họ cũng phải chấp nhận cái số phận nó như vậy. Mà cái số phận đó không phải là mình bị nó an bài cố định, nó có thể thay đổi được. Khi mà gặp được Phật Pháp là cô này cô nói là quyết định là phải dìu dắt cho ổng với đứa con này tu. Cái dán nhàn với suối, biết suối làm sao? Suối này suối cũng đúng chứ không phải suối 7 ngàn. Bây giờ ổng 60 mấy tuổi thì thế nào ổng cũng chết trước con với đứa con thôi à.
khi ông chết trước rồi con dụ dụ sao con khéo, con cho đứa con đi tu luôn cho nó khỏe. Hoặc cho nó vô chùa nào đi, nó ở cho nó yên ổn đi. Cái ông kia nó kêu được mà không dám nói ổng, cái ông buồn tội ổng. Ừ, mình đẻ ra mình sao mình dạy nó từ từ, mình hướng dẫn cũng như mẹ thầy á, đứa nào đi tu cho cây vàng, đứa nào đi tu cho cây vàng. Bà cứ kêu như vậy. Mặc dù thí dụ không có xuất gia được đi nữa, nó cũng tới chùa làm công quả. Cho nên thành ra là hướng dẫn cho một con người đó tu là người mẹ quan trọng. Nhân nhàng nhớ là bà cụ bà cứ nói bốn đứa nào tu cho cây vàng, bà nói vui vui như vậy thôi chứ thực ra bà khuyến khích người đi tu. Nên thành ra cái việc mà trong gia đình có một người mà hiểu đạo được rồi, trong gia đình nó yên ổn. Nhất là đọc vào văn sao của Ấn Tổ, câu này của nó con đọc vào con thích quá. Từ lúc đó là con nghe thầy giảng, con xin cái bộ văn sao, con lên con thấy hay quá. Ra là cái bộ văn sao này quý vị cố gắng giữ để mà mình đọc thường xuyên. Còn cái lá thư thứ hai, Ấn Tổ nói về cái việc mà con người từ trẻ bắt đầu lớn lên, không nói về cái họa mà khi mà mình không giữ được cái tâm của mình chân chánh, mà khi và phạm phải vào rồi đó thì nó tổn phước tổn đức, nó gặp nhiều chướng duyên lắm. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà để cho con người bây giờ nó được hài hòa an định là cha mẹ phải bảo dưỡng và giữ gìn con gái, nhất là con gái. Không thể nào cho đi qua đêm, không thể nào mà kêu rằng cho đi qua tỉnh này tỉnh nọ, cho đi gọi là du lịch đồ mà giao con gái mình cho anh chàng đó đi. Không thể nào nó giữ được, không bao giờ giữ được. Cuối cùng con mình nó hư. Khi mà nó hư rồi á, mình nói nó không nghe nữa đâu. Ngay cái đó, lúc đó mình nói nó không nghe thì lúc về sau không thể nào mình nói nó nghe được. Vậy cho nên thành ra là Ấn Tổ răn dạy về cái chuyện này. Nhân quả giáo dục trong gia đình quan trọng vô cùng. Mà cái lúc trước quý vị biết cái nỗi khổ của Giác Nhàn khi còn nhỏ, khi mà gia đình lộn xộn, ông bà cụ cãi cọ với nhau, cứ ra ngoài trời đứng ngửa mặt lên trời nói sao mà tôi khổ dữ vậy nè, tôi vô tôi gặp với gia đình mà sao cứ cãi lộn không vậy nè, tôi khổ quá vậy nè. Không biết sao lúc đó gia đình hai ông bà cãi nhau đâu đụng chạm đến mình đâu mà sao mình khổ dữ vậy ta. À, tự nhiên nó bị cái nỗi niềm trong tâm nó dày xéo cái lòng của mình, bắt đầu mới quyết định đi tu. Cho nên khi mà mình cãi cho hả lòng hả dạ cha mẹ rồi, con cái nó khổ, nó buồn, nó khổ rồi bắt chước theo mình rồi nó cũng hư như vậy. Cho nên cái giáo dục gia đình quan trọng. Xã hội là từ nơi gia đình, nếu gia đình an định thì xã hội an định. Mà gia đình này phụ thuộc nơi từ tấm thân của mỗi con người. Mà cái thân này là nó từ nghiệp mà sanh ra, đó là nghiệp ái. Cho nên bệnh từ thân mà thân từ nghiệp. Nếu người này chịu chuyển nghiệp thì chắc chắn người này sẽ hết bệnh. Thân này từ nghiệp ái, ái bất trọng bất sanh ta bà, thấy cha mẹ ân ái chui vô trong đó để làm cái thân con người, gọi là ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái thân này từ nghiệp ái. Và bệnh này cũng từ nơi thân sát sanh trộm cắp tà dâm mà sanh ra. Cho nên cái người này mà muốn hết bệnh á, thì người này phải chuyển nghiệp, cái gốc nơi từ nơi cái nghiệp. Nếu cái người này mà niệm Phật để chuyển nghiệp là người ta sửa cái hình ở bên ngoài. Cái hình người ta để thẳng như vậy là cái bóng ở trong gương nó thẳng. Còn cái hình mà nó méo cái đầu vậy á, trong gương nó méo rồi, sửa cái gì trong gương không có được, trong gương sửa không có được. Cái đạo lý này nó hay vô cùng. Sửa cái bệnh á, đi uống thuốc cho hết bệnh, nó hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia. Sửa cái bóng trong gương không được là sửa cái bệnh không có được. Hết bệnh là tạm thời thấy nó hết bệnh thiệt, thì nó hết bệnh này nó sanh bệnh kia. Mà họ chấm dứt được cái nghiệp ăn mặn á, họ không cái giết sát sanh nữa, họ phóng sanh, họ niệm Phật là họ sửa cái nghiệp, họ sửa cái thân bên ngoài gương. Họ sửa cái thân ngoài gương tức là họ sửa cái nghiệp á, họ chuyển cái nghiệp á thì nó hết bệnh. Thằng nhỏ nó bị bệnh đau ruột đau gì ở trong bụng đó, bác sĩ nói mổ, bà mẹ đọc văn sao, bà mẹ nói khỏi mổ đi, con về đi niệm Phật đi. Nhỏ nó tin cả gia đình ăn chay niệm Phật, mới có 3 ngày sau cái nó hết. Biết sao nó hết hay vậy ta, nó hết rồi nó kêu mẹ ơi, con không có đau bụng gì nữa. Lên khám bác sĩ nó ổ sao cái ruột của nó bữa nay nó hết bị
sao mà nó hết có bị ung thư nữa, sao nó ổn mới có 3 ngày mà sao lẹ vậy, mà bà trì chú bà tha thiết mà làm sao mà có 3 ngày, kinh khủng thiệt. Ấn Tổ nói thực sự là tin tưởng cái pháp Phật là nó chuyển nhanh vô cùng hơn thuốc men. Nhưng mà mình không có đủ sức để mà mình niệm thì thôi mình cứ uống thuốc vô, nhưng mà uống thuốc vô đôi khi mình tin thuốc nó mất cái tác dụng, nó giảm cái tác dụng của cái pháp Phật. Nhiều người đâu có tin mà niệm Phật mà chuyển hết bệnh được đâu. Nên cái đạo lý nó từ nơi cái nghiệp mà nó sanh ra cái thân này. Mà chuyển cái nghiệp được là cái thân này nó sẽ hết bệnh. Chắc chắn là như vậy. Từ khi mà chúng tôi ở bên Mỹ cúng dường đồ hết cho vạn Phật thánh thành, xe cộ đồ đạc kinh sách cúng hết, họ cũng bất ngờ hỏi ổ sao mà cái xe cộ còn mới mà đồ đạc cúng dường hết, tượng Phật bằng gỗ quý cúng dường hết toàn bộ luôn, quay trở về vạn Phật thánh thành cũng bất ngờ lắm. Khi chúng tôi về rồi áp dụng theo văn sao, ăn không bao giờ cho no, bữa nay sáng nửa chén cơm, trưa nửa chén, chiều chút cháo, đúng như Ấn Tổ chỉ, ăn rau rồi vậy thôi. Trong người nó khỏe, nằm xuống nó ngủ, dậy tu nó thoải mái. Chỉ có một cái là đi ra xong rồi, đi ra làm Phật sự như đi giảng ở Vĩnh Nghiêm, đi đây đi đó, về rồi công phu á, nó không có ngon bằng ở nhà. Một tiếng đồng hồ là nó bắt mình phải dội ra, niệm vô nữa là vô không nổi. Ngộ vậy. Nhưng mà cái ở nhà nó khỏe, cũng làm lùng chút đỉnh vậy mà hai tiếng nó ngọt sớt. Là mình biết khi đi là cái tâm mình nó phân tâm, nó hao năng lượng trong con người. Cái tâm nó loạn động, mình trụ vào trong cái công phu nó vô không nổi. Chứ Ấn Tổ ngày ít đi đâu là như vậy, cũng ít tiếp khách luôn. Bữa nay là coi như dưới đó xong là coi như đóng cửa rồi, quý vị đừng có gọi điện mà xuống dưới đó nữa. Các vị bên Mỹ đồ về phải canh ngày Chủ Nhật, chứ thầy cũng không có tiếp riêng dưới đó nữa đâu. Về xuống cái là nó mất cái thời gian rồi, bắt đầu là mình gặp họ rồi, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Không phải là giác nhàn coi như là Phật tử đông rồi mình chảnh, mình làm eo rồi mình không tiếp người, không phải đâu. Quý vị biết là giác nhàn quý kính quý vị như Phật Bồ Tát. Cái ngày hôm nay công chuyện gì cũng bận hết, điện thoại mỗi thứ gác hết, lên chân thật, dùng cái lòng chân thật của mình để nói xong rồi lên trên thất, giàu nghèo, ăn xin bán vé số, đối tượng gì cũng tiếp cho xong hết rồi chúng tôi mới về. Chứ không phải bữa nay Phật tử đông rồi ở Mỹ về rồi có khu chuyên tu riêng, ăn sung ăn mặc sướng ở dưới đó rồi chảnh. Không bao giờ có như vậy. Không phải chúng tôi nói bào chữa đâu. Quý vị coi phải đúng cái sự việc nói vậy không? Mà cái khu chuyên tu rồi nó cho phải ra cái khu chuyên tu. Đó. Cái gì nó ra cái chuyện đó, nó ngăn nắp nó đâu ra đó. Lên đây là chúng tôi thực sự thực mà nói là nghèo giàu giống nhau hết, chúng nữa ăn cơm giống nhau hết, tăng ni ở đây, ở thất, ở chùa, trụ trì lớn gì chúng nữa là vô trai tăng giống nhau hết. Mình phải luôn dùng cái lòng bình đẳng. Lên trên kia mà đợi chừng nào mà họ xếp hàng cho hết người rồi chúng tôi mới về, còn một người là cũng không có về. Phải như vậy. Chỗ nào nó tiếp ra tiếp, tiếp cho tới nơi như vậy. Chúng tôi nói để quý vị quan hỷ, thông cảm, hiểu nhau, để mình về mình tu tập, chứ đừng làm khó cho nhau. Biết làm khó cho nhau không? Làm khó cho nhau là cái gì mình cũng không bằng lòng hết trơn. Nay còn đúng một tháng nữa là mình làm một cái lễ mùng 1 tháng 5. Bữa nay là 31 tháng 3 rồi, hết tháng 4 là mùng 1 tháng 5 là một cái lễ tri ân. Mà chúng tôi không phải bày cái lễ ra này để mà tử về sinh nhật, sinh đồ chúng tôi đâu. Ấn Tổ nói tôi ghét nhất là sinh nhật, đừng có chúc mừng sinh nhật tôi gì hết. Ngày nay chết rồi. Ngài nói như vậy không phải là bi quan yếm thế, để cho cái hàng hậu học đừng có tổ chức rồi mong người ta mang quà cáp rồi đến chúc mừng ca tụng rồi Phật tử rồi đệ tử mình suốt ngày cứ bắt cái chuyện sinh nhật. Nói như vậy không phải là chê bai các vị sinh nhật, cái chuyện đó là cái chuyện của các vị. Nhưng mình theo đường lối của Ấn Tổ là ngày tri ân các bậc sư trưởng. Nói ra được cái tấm lòng của người đệ tử tri ân đến các vị thầy. Nói được cái bậc hiền hộ Phật tử á, là người hiền hộ, là thánh hiền. Họ mới dám buông của cải người ta đến để hộ pháp cho mình, gọi là hiền hộ. Nên phát tâm để mà mình tán dương, để mình có những cái món quà, nói cho họ vững lòng tin để mà hộ pháp. Cho nên một năm có một cái ngày đó, chúng tôi gọi rằng cái ngày đó là ngày tri ân sư trưởng. Năm nay ngày 11 tháng 7 gọi là tri ân cha mẹ. Tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là ngày 8 tháng 4, chúng tôi làm lễ ngày đó. Tri ân ngày cô giáo đó là 20 tháng 11. Tri ân Đức Phật A Di Đà đó năm nay mình làm ngày 13 tháng 11 âm lịch. Những ngày đó mình cho gọi là ngày tri ân hết, đừng có khởi niệm rằng là ngày sinh nhật mình để mong người ta mang quà, mang cáp, mang tiền về. Cái ngày sinh nhật mình, Ấn Tổ nói cái ngày tốt, ngày vui, ngày đám cưới, ngày
đám giỗ là phải làm sao in băng, in đĩa, in sách, làm phước, phóng sanh, mình tặng cho họ. Chúng tôi canh cái ngày nó một tháng nữa là chúng tôi bắt đầu tặng máy, tặng đồ, nói gì để họ về để mình tặng cho những Phật Pháp. Cái này chúng tôi nói là nói chân thành, chứ không phải dùng ba cái tấc lưỡi này là miệng nói một đường mà tâm nghĩ mông lung một ngã đâu. Cái miệng mình nói một đường mà tâm nghĩ một ngã là lòng dối trá rồi, không có cảm được với Phật. Chúng tôi không có đời nào mà kêu quý thầy phải tổ chức sinh nhật cho chúng tôi. Nhưng mà riêng các hòa thượng, các thầy, các vị đó có đức độ, các vị đó làm, mình quan hỷ không chê bai chỉ trích được. Mà cái lập trường mình như vậy, để giờ sau cái hàng hậu học họ cho nó ổn định. Cho nên theo cái bộ văn sao Ấn Tổ là mình ít dấp ngã, yên ổn vô cùng. Từ khi mà bên Mỹ hơn một năm nay ôm cái bộ văn sao về, nó yên ổn vô cùng. Thực sự sự thật là nó yên ổn. Cho nên lòng của mình nó yên ổn rồi, cảnh bên ngoài nó cũng yên ổn. Nó là như vậy. Giờ là 11 giờ kém 20, nãy giờ là 2 tiếng 20 phút rồi. Thôi giờ hôm nay sự thực mà nói thì Vấn Nhàn rất là cảm nhận các quý Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tiền ra để cúng dường. Hôm nay phóng sanh rồi nấu ăn, rồi cúng dường trai tăng, dọn bên chánh điện phụ bên kia. Những cái công đức này hồi hướng cho người sống thì trong mạng họ được có tài, thọ mạng họ kéo dài. Bởi vì hôm nay làm lễ phóng sanh, cúng dường cho bao nhiêu người này, họ ăn chay, họ hoan hỷ, cái đồng tiền này nó có hữu ích. Thêm đó nữa là cha mẹ của mình được siêu thoát. Hôm qua có một cái chú đó, ông ở bên Mỹ, ông gọi điện về, ông cúng 500 đồng. Ông gửi vô về người Việt Nam để chuyển khoản 11 triệu mấy trăm. Ông nói từ khi con nghe đĩa thầy cũng thích phóng sanh, con nghe thầy giảng nói về in kinh in sách hợp lý. Nếu mà con thấy thầy xây chùa con cúng 500 chắc khó coi lắm. Bây giờ xây chùa mấy chục tỷ, mười mấy tỷ mà cúng 500 nó kỳ quá. Nhưng mà thầy phóng sanh đó, rồi thầy in kinh rồi con cúng 500 đủ không? Cái bao nhiêu cũng đủ, 50, 20 cũng đủ mà. Nó dễ lắm, họ rất là hoan hỷ. Mà góp gió thành bão, cái ít từ từ vậy mà có in mấy đồ vậy đó. Có làm, từ từ mình làm. Cho nên thành ra hôm nay thì cũng có một cái chú ở Hà Nội, ông làm cái bài thơ cũng cảm động, chúng tôi cho đọc để quý vị khi mà gửi cái lá thư đến chắc là hôm nay cũng nghe trực tiếp. Cho nên các vị mà viết cái bài thơ này thì cũng nghe được cái bài thơ Vấn Nhàn đã nhận được. Cái buổi pháp thoại mà hôm nay nó viên mãn mà không có cúp điện, rồi không có ai trúng gió, rồi không có ai bị cái gì hết á, mà nó viên mãn như vậy, Vấn Nhàn nói đây là một đại sự mà nó quan trọng, mà trong lòng nó vui, nó hoan hỷ, mình làm được một cái việc nó lớn lao. Bởi vì cái giáo dục nó quan trọng vô cùng, nhất là giáo dục Phật Pháp. Cũng như cái ông đó, ông nói mày chết đói rồi, cái thằng nhỏ nó sợ chết đói quá, ông nghe nói đó, nó để trong lòng là phải đừng có lụm của người ta, đừng ăn cắp của người ta, lụm phải trả lại, nó nghe nó ấn tượng rồi. Cũng là một lối giáo dục. Ông lấy cái lối giáo dục xem tướng, Ấn Tổ nói là cái giáo dục mà xem tướng là nó sợ nhất. Cũng vậy, hôm nay may thay sao mà quý vị nghe được cái việc đó là cái câu Phật hiệu, nếu mà niệm thường xuyên nó sẽ thuần tịnh. Mà khi thuần tịnh thì nó sẽ có thuần thiện. Để khăng khăng trong lòng. Cũng như con cái ông ở bên Cà Rông Nô, biết sao uống rượu 40 năm. Cái con nó chuẩn bị đi tu rồi, nói ba đừng có uống rượu nữa, ba uống rượu vậy má không có lo cho ba được, ba uống rượu quăng xe chết về đường luôn rồi sao mà con đi tu nổi. Nói kiểu gì là kiểu, chứ là ông uống rượu là uống rượu. Đứa con ở Sài Gòn về nó nói con chuẩn bị cái đám cưới rồi á, có su gia đến mà ba cứ nhậu nhẹt say sưa vậy, ai mới dám su gia. Ông kêu thôi su gia không kệ mày, tao uống là tao uống à. Cuối cùng cái gì, hôm qua không gặp chúng tôi xong cái ông về, mới qua ông kể lại mắc cười quá, ông về cái ông kêu bữa Vấn Nhàn chỉ nói một câu kia, ông đừng uống rượu nữa nha, ông uống rượu nữa về là ông chết á. Bởi vì rượu nó vô rồi mà không làm chủ được cái là trúng gió, cái ông tai biến ông chết à. Với vợ con nó buồn nữa, ông nói trong bụng ông nói thầy nói cho chiều về con gặp bạn nhậu con nhậu nữa à. Cái tự nhiên ông về, lúc nào trong đầu ông cũng tự nhiên cái hình Vấn Nhàn hiện lên. Ông kêu trời ơi mình đâu phải bê đê đâu, yêu ông đâu mà ông hiện hoài trời. Ông lên ông ngủ ông nhắm mắt ông cứ thôi ông đừng có hiện nữa đi, ông đừng có hiện nữa đi. Cứ hiện hoài trong đầu ông. Mà hỏi lần hiện lên rồi mấy bạn nhậu mà gọi điện cái là ông sợ. Ông không dám đi với bạn nhậu được, ông tránh.
hiện mấy ngày trời luôn, cái ông bỏ từ từ, cái ông tránh bạn nhậu luôn, ông ăn chay trường luôn. Cái ông qua không kể lại, ông kêu trời ơi cảm ơn thầy nhiều quá, không biết sao về cứ nghe cái lời nói của thầy với cái mặt của thầy nó hiện trong đầu, con nói con đâu phải yêu thầy đâu mà thầy hiện cái đầu con hoài vậy. Cuối cùng nó con bỏ rượu được rồi, bữa con mập mạp lắm, con mới cảm con như vậy, trong bữa con mập mạp con trắng trẻo, vợ con khen, vợ con kêu cảm ơn thầy, không biết thầy có cái kiểu gì mà thầy nói chồng con ông mà bỏ rượu, con nó nói cũng được, vợ khóc lóc uống rượu xe mới quăng ngoài đường đi về luôn, quăng ngoài đường nằm ngoài đường luôn, con nó trở về. Hôm bữa ông kể mà chú Quang Tịnh cũng ngồi cười mà chúng tôi cũng ngồi cười, kêu để bữa nay lên chủ nhật thầy coi thử thầy nói có ai mà có ai mà có giống như ông không nghe, có ai giống ông là đi về ăn mặn cứ thấy thầy hoài trong đầu hoặc là về trong đầu cứ thấy vậy mà ông kêu thấy mà ông kính ông sợ chứ không phải ông thấy mà ông xem thường. Ông nói mắc cười quá chừng luôn. Ông kêu thôi đáng lẽ ngày mai về mà thôi bữa nay xuống gặp thầy làm cô dân tu trồng bông trồng rau gì cho trồng bông với thầy để trả ơn thầy chút, mà con nói thầy thì đừng có cười con không có yêu thầy mà sao con về con thấy thầy trong đầu biết à. Rồi con thấy mà con sợ mà có nhường sao, cuối cùng con bỏ rượu được, bỏ một tháng mấy nay rồi á, con mập con khỏe ra con mừng quá chừng luôn. Chứ con là con sâu rượu 40 năm mà thầy tưởng đâu, uống vài bữa nữa là chết á, nhưng mà không bỏ được. Như đó là cái nhân duyên giữa mình với họ, chứ mình cũng không có pháp thuật, cũng không phải thôi miên, cũng không phải làm cái gì đâu. Phải không ạ? À? Cái đó là cái nhân duyên giữa mình với họ thôi à. Chứ chúng tôi cũng không có bùa ngải pháp thuật gì hết, mà lựa dùng cái tâm chân thật nói với ông. Mà hôm nay mình cũng dùng cái tâm chân thật mà không biết có ai chịu nghe không? Chắc cũng chịu chứ ha. Cái tâm mà chân thật, chúng tôi dùng cái tâm chân thật mà không có một cái vụ lợi là nói ra là bắt buộc quý vị phải đưa tiền hay là phải ở đây làm cái gì á, rồi chạm với cái tâm chân thật quý vị, hai cái tâm này nó chạm nhau. Thì ông tổ nói là cái tâm cái một người chân thật đó giống như 500, mà cái tâm người khác chân thật nữa nó giống như là sắt, hai cái để cái nó hít nhau. Hiểu không? Còn cái tâm của mình chân thật mà họ không chân thật á, thì đá với sắt là nó không hít. Cái tâm mình là chân thật niệm Phật thì gặp với cái tâm Phật á, là tâm mình là sắt mà tâm Phật là 500, đụng cái nó hít. Hiểu không? Cho nên mới nói là cái lão thật niệm Phật mà. Thật mà phải chân thật, già dặn chân thật. Còn nếu tâm mình không chân thật mà niệm Phật ấy, thì tâm Phật là như 500 mà tâm mình như đá, để vô cái nó không có hít. Nó hít tức là cảm ứng mà. Nghe có lý không? Nói đủ kiểu gì đi nữa mà không niệm Phật là vọng tưởng nó giật cũng chết rồi. Bỏ câu niệm Phật là chết, chịu không nổi với nó. Thôi hết giờ ha, mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thank you.